Vâng, chào tất cả các bác đã đến với kênh của Trường Hàng Bãi Nhật nhé. Thì hôm nay shop có rất là nhiều mặt hàng để giao lưu các bác nhé. Nào là đĩa bát, đĩa của Pháp với Nhật nhé. Đĩa Pháp Nhật, rồi bánh xe. Bánh xe thì có bánh xe to nhỏ, có hết nha các bác nhé. Rồi đây sản phẩm em mới về này là cái nhíp. Đấy, nhíp này, cái nhíp gấp này nó lại của anh nhá. Đó. Nhíp này là nhíp inox 304, không hít 500 đâu. Đấy, thì cái này thì nô này về thì thực sự ra thì là hàng bãi bờ nên là nhiều cái thì nó sẽ là có bám bụi như này thôi, inox mà. Chỉ cần các bác lau phát là hết thôi. Đấy, lau phát là hết thôi, bám bụi. Thì cái này á thì em sẽ bán cho các bác là 5.000. 10.000, 10.000 năm cái nhíp như thế này nhá. Không biết thì nó làm cái gì, tất cả thì đều là của anh nhá. Đấy. Đấy. Đây này. Cái đầu này nó nhọn nhọn nhá, không biết để gắp cái gì được các bác này. Đó. Rất nhọn nhá. Mà không biết là để gắp cái gì thì các bác về xem là mình ví dụ như mình làm cái nhíp gắp hay là cái này kia thì nếu mà nhổ đông nách thì chắc em nghĩ là cần phải mài cái đầu đi. Còn để cái đầu nhọn này thì nhiều khi nạp kim cũng được luôn các bác. Rồi, nhíp nhá. Thì các bác cứ nói là bán cho anh cái nhíp nhọn đi. Bộ nhíp nhọn em bán combo 5 cái là 10.000 nhé. 5 cái nhíp như thế này là 10.000. Toàn bộ này bị inox 304 nhé, không hít 500 đâu các bác. Đó. Rất là xịn luôn. Đây nhá, thì hôm nay shop về được cái can này thì can đựng dầu của bên quân đội nhé. Thì vỏ của nó rất là dày. Đấy, can này thì nó rơi vào tầm cỡ khoảng là 20 lít đấy nhá. Đó. Thì các bác về mình có thể đựng xăng dầu. Đấy, dày lắm. Đây này. Cũng có cái là có cái dây của cái nắp này còn nhá, có cái không này. Đấy, cái này thì em gửi ngẫu nhiên thôi. Tình trạng thì nó cũng đã qua sử dụng rồi. Đây giống như cái kiểu này nó làm kiểu này, tránh tràn dầu hay sao này. Đấy, rót nó đỡ bị bung nha các bác nhá. Nhìn bên trong này rất là dày nhá, thành này dày cũng phải tầm 2 ly ạ. Đấy, thì có cái màu xanh, cái màu đen. Tình trạng thì nó sẽ coi những cái như này này. Thì hôm nay thì được cái mức giá nó cũng tốt. Đấy, thì do cái can này nó cộc cành nhé, nếu như các bác đặt nhiều em nhiều á thì cái tiền ship nó sẽ tăng lên đấy. Nhưng mà sao đấy thì tận nhiều bác cũng lấy cả chục can thì nó rất cồng cành này, nó quy về hàng cồng cành rồi, bên vận chuyển nó sẽ lấy cái ship đắt đấy. Không phải nó đắt mà nó cái ship nó sẽ đôn lên đấy, thì nên các bác lưu ý giúp em tí cái chỗ đó. Thì cứ ship một can như thế này á, nếu như các bác mua một can thì ship là 25.000. Vậy thì cái can này em đang bán là giá là 100.000 một cái nhé. Đấy, các bác đặt hàng thì nó nói là bán cho anh cái can dầu. Đấy, can dầu của bên quân đội ha, giá 100.000 cái, phí ship nữa là thành 125.000. Đấy, ship về tận tay các bác trên một cái can. Còn đây thì là một cái xe đẩy, xe kéo hàng nhé. Đấy, bình thường thì các bác mua một cái xe kéo hàng thì nó cũng rơi vào tầm khoảng là 600-700 ngàn cái. Này thì các bác về mình có thể là để trong nhà. Đấy, mình đẩy gạo nước đồ các kiểu nhá. Đặc điểm thì hàng bãi, cái bánh xe của nó ấy, là nó có cái bánh này thì hai bánh sau là bánh chết, còn cái bánh trước của nó thì nó có xoay được nhá. Đó, thì mình về mình đẩy gạo đồ hay là tạp hóa đồ các kiểu ấy, thì mình có thể là bỏ lên, mình bỏ đồ lên mình đẩy nhá. Cái này thì nhìn nó vậy thôi, tại vì hàng bãi nó tồn kho, cái này hàng bãi nó để bụi bặm nó lên thôi. Đấy, thì nô hàng nó mới về nên em chưa kịp trà rửa đi thôi. Đấy, thì báo giá luôn các bác nhé, giá là 250 một cái xe đẩy hàng. Đấy, phí ship cái này thì nó cũng rơi vào tầm, nếu như một cái thì em lấy cái phí ship là 30.000 cái nhé. Hàng này là hàng nặng cồng cành đó. Bữa trước cái xe đẩy hàng kia thì nó khung sắt, nhưng mà khung sắt đấy thì nó nhẹ nhẹ hơn cái này, mà độ cứng của nó thì không cao bằng cái này đâu nha. Cái này bằng nhựa, mà nhựa rất rất là dày.
Đấy. Đây, nó làm những cái lỗ như này trợ lực này các bác này. Phía như này. Đấy, trợ lực rất tốt, cái này chịu tải tầm đôi tạ là chuyện bình thường nữa. Đó. Một cái xe đẩy hàng, xe kéo hàng nhé. Ở đây thì có cái móc như này để mình làm cái chỗ mình bỏ dây vào mình kéo. Đó. Đây tình trạng bánh xe của nó này. Bánh trước, bánh sau thì không có quay được nhé. Trước thì quay được. Đó. Đấy, thì tình trạng thì cũng có cái thì nó hơi han rỉ một tí. Nếu có nào mà nó han quá thì em sẽ đấy, chỉ cần vệ sinh sơ qua thôi là ok rồi. Đấy, bình thường các bác mua một bộ bánh xe này tôi cũng 150-200 ngàn. Đấy, nhưng hôm nay thì cả một cái xe đẩy với cái bàn rồi cả một bộ bánh xe đi kèm như vậy thôi mà có 250 ngàn. Các bác tranh thủ nhá. Xe kéo hàng đấy 250 nhá. Lần trước các bác mua hụt cái lô xe kéo hàng đợt trước thì các bác tranh thủ mua lô này nhá, có đâu đó là tầm cỡ khoảng là 30 cái thôi. Đấy, thì các bác mua trước thì có chưa. Sản phẩm tiếp theo thì shop về được ít đĩa của Pháp với Nhật nha. Đĩa này không biết nó làm bằng chất liệu gì, nó rất là dai. Đấy, đây này, thì hàng nó mới về, hàng để bãi nên nó bụi vậy thôi. Đấy, thì lau đi, rửa lau đi cái nào nó sạch bóng như thế này này. Đó, đây này, này em lau bằng tay cũng được này. Đó, thì cái đĩa này thì em bán cân ký cho các bác nha. Đây này, đây nha. Đĩa thì có cái thì nó là đây này. Phạt, các bác thấy chữ không ạ? Đây, Francer này. Đó, ở dưới này. Còn có cái thì của Nhật luôn. Đấy, có cái thì Make in Japan. Có cái thì là Pháp. Nhưng mà hầu như ở đây thì đều là của Pháp hết nhá. Đó, hầu như là đĩa ở đây đều của Pháp hết. Hàng này thì hàng thương hiệu thì khá là ok rồi. Đây, đây của Pháp này. Pháp này. Đó. Rồi có cái nó là Made in Japan nữa nhé. Đấy thì cái này thì em sẽ là bốc ngẫu nhiên thôi. Nó là đĩa thì cái đường kính của nó thì cái loại đĩa to này thì nó cũng có ít. Còn phần đa thì nó là nhiều cái đĩa nhỏ như này, đĩa đựng đồ ăn này. Đây. Đĩa đựng đồ ăn nhỏ nhỏ như này. Xem coi cái đường kính của nó khoảng bao nhiêu nhé. Đây. Đây. Đường kính của nó là 19 phân. Còn cái lớn này á, thì đường kính của nó thì tầm cỡ khoảng là 25 phân. Đấy. Tầm 25 phân. Đó. Thì nó dao động như vậy. Rồi cũng có cái đĩa mà nó cái lòng nó sâu. Đấy. Cái đĩa lòng sâu như thế này. Đấy, cũng của Pháp luôn nhá. Đây này. Cái này thì giá hôm nay thì shop nhập được lô này thì giá cực tốt, nên giao lưu các bác là giá là 100.000 ký nhá. Đó, còn thực sự ra là có năm em nhập mà còn 200.000 một ký này cơ. Nhưng bữa nay thì được cái giá tốt nên em cũng thanh lý ra giá tốt với bác luôn nhá. Đây này, em cân ký lên sơ sơ cho các bác này, giá là 100.000 một ký ha. Thì bây giờ này, nếu như các bác lấy bao nhiêu đĩa đấy thì ở trong đây thì cũng có đĩa cùng loại thì cũng số lượng cũng có nhá. Đây này, cũng có cái này cùng loại này loại kia thì em bốc ngẫu nhiên lên. Đây, cái này là 1,4 ký này. Đây, mấy cái đĩa đấy mà có 1,4 ký thôi à, không biết cân đúng không ta. Trời ơi, 2, 4, 5 cái đĩa mà có 1,4 ký, 140.000. Ôi giời, cái này còn công đóng gói đồ các kiểu nữa, rất phức tạp luôn các bác. Đấy, nên là các bác tranh thủ nhé. Nếu mình mua bảo chọn đấy thì bên em vẫn chọn những người chọn sơ sơ qua thôi các bác nhé. Bốc ngẫu nhiên lên cân ký, tại vì cái đĩa này nó rất là đẹp, toàn bộ đều của Pháp với lại của Nhật hết. Đấy, đĩa này cũng rất là bền, về mình xài nhà bếp thì cái này thì bao nhiêu giờ cho nó hỏng được. Đấy, bằng này cái đĩa mà có 140.000 này, 40.000. Còn nếu như mà cân thêm nữa, đây thì cũng chỉ có 50 ký thôi. Đấy, nên các bác tranh thủ đặt lần nữa khoảng chục ký một. Đấy, cho nó lẹ thực sự ra như vậy các bác. Em muốn bán nhanh chứ không phải là muốn bán cho nhiều bác một lần, nhiều bác. Đấy. Đấy, nhanh gọn lẹ, bác nào mà lấy được hết sọt càng tốt nữa.
giá như này thì quá ưu đãi rồi, lấy hết sọt em không giảm giá đâu nha các bác nhá, chứ không phải là cứ lấy nhiều là em giảm đâu, tại vì cái này nó cũng số lượng không có nhiều và giá này là rất là tốt rồi. Đĩa bát của Pháp không có cái giá nào mà dưới 100.000 ký đâu các bác, dưới 200.000 ký đâu đó. Rồi à, đĩa Pháp giá 100.000 ký nhá, cân ký. Rồi sản phẩm tiếp theo thì shop có về được một số cái bánh xe. Bánh xe này thì tháo ra từ những cái máy cắt cỏ, rồi máy phun thuốc, đồ gì của những cái máy Ryobi. Đấy, Ryobi của Mỹ ha. Thì cái này này, nó đặc điểm của nó, cái nốt của nó không biết là nốt nhựa hay là cao su kiểu gì mà nó rất là dày nhá. Này, đập không bể nhá. Đấy, nhìn nhựa thôi này các bác này, nhìn nó rất là dày dặn nhá. Đó. Thì về mình có thể mình chế bánh xe trò chơi, hoặc là mình chế bánh xe cho mấy cái máy móc của các bác thì cũng ok luôn. Cái này thì nó làm như thế này này. Bánh xe này thì nó làm rất đơn giản nhá, không có bạc đạn gì đâu. Cái này thì nó lấy cái típ sắt này, cái này chắc là cỡ khoảng típ 10, 12 là ok rồi. Đấy, những cái thanh sắt phi 10, phi 12 là làm đòn cho bánh được thứ tư rồi này. Rồi, để xem coi là cái đường kính của cái bánh này nó như thế nào nhé. Đường kính của nó là 25 cm. Cái này thì em bán theo cặp này luôn này. Một cặp này thì các bác cứ nói là bán cho anh cái bánh xe màu xanh. Rồi, bánh xe màu xanh đi. Bánh xe màu xanh 150k. Đấy, một cặp nhé. Đấy, bánh xe màu xanh 150k một cặp. Em bán hai cái là 150 thôi. Đấy. Rồi. Bánh xe này thì đường kính nó nhỏ hơn. Đấy. Đường kính nó nhỏ hơn 23 cm. Đấy, 23 cm. Thì cái này thì em bán theo cặp luôn. Thì các bác nói là bán cho anh cái bánh xe màu vàng. Đấy. Này thì các bác đập đồ các kiểu thì nó không bể nổi đâu các bác. Nói là nhựa vậy thôi, nhưng mà cái nhựa này nó không biết nó làm cái chất liệu gì mà nó cũng vừa cứng nha, nhưng mà cũng không dễ bể nhé, không giòn như những cái loại nhựa khác, những cái đồ nhựa mà nó đồ dở á, thì có thể là nó nứt theo thời gian rồi là nó gãy nó bể như này, không ảnh hưởng gì. Rồi, bộ bánh xe màu vàng cũng 80k nhé. Đấy, cái này thì các bác cái này thì mình không phải chế vòng bi gì đâu các bác nhé, chỉ cần lấy cái thanh thép phi 10, phi 12 là mình làm cái trục của bánh xe là vô tư rồi. Đó. Cái kiểu của nó như vậy thì để mình làm cái bệ của máy móc, nhất là những bác mà bây giờ làm máy xịt thuốc đồ các kiểu á, mình có thể lấy cái này về mình thay bánh của máy xịt thuốc ok luôn. Rồi, bánh xe vàng nhá, cặp bánh xe vàng 80k. Đấy, cái này thì số lượng nó đâu đó nó khoảng tầm mười mấy cặp như thế này thôi, chứ không được nhiều nhé. 80k bánh xe vàng một cặp. Đấy. Về tha hồ các bác thay thế máy xịt thuốc. Còn bánh xe này thì bánh xe đen đi, 20 phân này. Đấy, bánh xe này thì nó nhỏ hơn 20 phân thôi, nó nhỏ hơn thằng này. Nhưng cái bề ngang của nó này rất là dày. Bề ngang của nó dày. Đây. 4 cm rưỡi, 5 cm. Đó, bề ngang của nó cũng rất là dày luôn. Rồi. Bộ bánh xe đen nhá, cái này cũng cỡ khoảng cũng bằng đó, cỡ khoảng hơn chục cặp thôi, chứ không có nhiều nhá. Đấy. Rồi, cặp bánh xe đen, 95.000 cặp. Đây, sản phẩm tiếp theo là một cái bánh xe này, giống như kiểu là bánh xe lu luôn này các bạn ạ. Xe lu, xe tăng gì đó. Trời ơi, nó nặng lắm các bác nhé. Cái này chắc chịu tải thì chắc nó cũng phải tầm tính trên đầu vài tấn, chứ không phải là chịu tải đơn giản nữa các bác. Chỗ này thì nó làm bằng cao su này. Đấy. Bánh này nó làm bằng cao su. Đấy, nên là đi nền nhà nền gạch thì cũng ok luôn. Thì em sẽ nói qua cái bánh này ở trên đây, cái mặt đế này nó chỉ có một cái như thế này thôi. Ngày trước thì em về được một cặp, hai cái như thế này.
Hai cái như này thì là em đã bán cho các bác rồi đấy, là 3,5 triệu một cặp. Nhưng hôm nay con này nó chỉ có một cái, một bánh như thế này thôi. Thì em gợi ý về mình không dùng tức là một cái này thì mình không thể làm gì được, thấy không? Thì mình có thể là mình gỡ cái bánh này ra này. Nói chung giá này thì em bán giống như kiểu giá ve chai luôn rồi các bác. Đấy, cái này nặng là 52 kg nhá. Đấy, một bộ bánh như thế này 52 kg, giá là 1,6 triệu. Đấy, chuyển khoản bao ship luôn. Đó, cái bánh xe này khổng lồ. À, đây thì nó có cái phe đây này, các bác có thể là gỡ này ra để mình lấy cái bánh này ra này. Lấy cái bánh này ra thì ở đây được hai bánh này. Rồi bên này được hai bánh nữa thành 4 bánh. Thì mình sẽ chế được xe đẩy hoặc là cái xe chịu tải của mình. Ok luôn nhá. Chỗ này thì mình làm cái đà thì lấy thanh sắt đồ các kiểu. Thì các bác muốn nó cứng chắc thì mình kiếm cái sắt to tương ứng mà nó cứng chắc nữa. Đấy, thì mình làm một cái bộ bánh xe 4 bánh thì ok rồi. Còn các bác để không được như này mà vào việc thì các bác cứ làm thôi. Đây thì em đo cái đường kính bánh cho các bác nhé. Đấy. Đây. Cái đường kính của nó là rơi vào tầm cỡ khoảng là 22 phân. Đó. 22 phân nhé. Đường kính của nó là 22 phân. Đó. Giá là 1,650 triệu. Thì các bác đặt hàng các bác cứ nói là bán cho anh cái bánh xe lưu. Bánh xe lưu nhé. Đấy, 1,6 triệu. Hàng này thì quá VIP. 1,6 triệu chuyển khoản bao ship. Rồi. Sản phẩm tiếp theo thì shop có về được vài chục bộ bánh xe bãi này nhá. Đấy, bánh xe này á thì đường kính của nó là 7 phân nhá. Đây. Đường kính của nó là 7 phân, đường kính bánh là cỡ khoảng là 7 phân này. Và cái chiều dài từ cái đáy bánh cho đến cái mặt đế là 10 phân. Đấy. Cái bánh xe này đặc điểm là cái đế xoay như thế này. Đấy. Có bạc đạn nhé. Đấy, có bạc đạn là cái kiểu đế xoay. Đấy. Đặc điểm này hàng bãi thì nó để lâu ngày nên là có thể là nó bị rỉ sét cái lớp sơn bên ngoài này thôi, chứ không có ảnh hưởng gì cả nhé. Về các bác đây thì em bốc ngẫu nhiên thôi à. Đấy, về nhiều cái nó sẽ như thế này này. Đấy, nhiều cái nó như thế này. Rồi bánh xe này đế xoay được. Rồi ở trên đây cái mặt đế của nó thì có gắn ốc nhé. Về các bác là chế chéo cháo là xe đẩy hàng hoặc là bánh xe tủ đồ các kiểu thì cái này cực là ok luôn. Đấy, cái này nó chỉ cần các bác về tra thêm tí dầu tí nước vào nữa là rất là trơn tru này. Đó. Đấy. Nó đã bình thường rồi nhưng mà tra thêm tí dầu chín ớt vào nữa thì nó cực kỳ êm ái luôn. Và hôm nay á, cái này thì bên em là hàng bãi về, nó mới về nên em không có vệ sinh. Nếu như vệ sinh sạch sẽ lại tốn thêm công thì em tăng tiền nhưng các bác thôi, nhưng mà về tự vệ sinh thì hôm nay giá cực tốt luôn. Đây là cái một bộ bánh xe này á, của nó là cỡ nặng cỡ 3 kg cơ. Đó, nặng 3 kg đó, chứ không phải đơn giản đâu các bác. Đó, bánh nhựa đế xoay. Rồi. Các bác cứ lên đơn cho em là bán cho anh bộ bánh xe bãi. Đấy, bộ bánh xe bãi giá 150. Đó, bộ bánh xe bãi giá 150 nha. Đó. Cực xịn sò luôn, ngon lành, giá rẻ. Đấy, bộ bánh xe bãi 150. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái lệm massage nhá. Cái lệm massage này á thì các bác dùng trong là ví dụ như các bác lái xe hơi xe tải này, hoặc là những bác ngồi công việc bàn giấy này, hoặc ở nhà ông bà người cao thì cái này càng tốt luôn. Cái này rất là dễ chịu và rất là dễ dễ làm nhá. Đi xe hơi cũng ngồi cũng dùng được mà ở nhà cũng ngồi được luôn. Các bác có thể là bỏ lên salon đấy để mình ngồi. Ở đây có những cái điểm rung như sau. Trên đây ở trên cổ á, nó có một điểm rung này và hai điểm rung ở hai bên hông. Đấy, thường là các bác ngồi lâu á thì thận của các bác sẽ rất yếu. Đấy, cái này nó sẽ là rung massage cái hai cái vùng bên thận này. Rồi ở cái điểm đùi của các bác này, ngồi lâu hay bị tê đùi thì nó có điểm rung ở hai bên đùi này. Đấy. Đấy thì mình có thể là mình ở đây á, nhà sản xuất á, người ta có đưa kèm cho một cái tẩu. Tẩu này là cái tẩu gắn vào xe hơi. Đấy.
Hoặc là nếu như ở nhà thì mình có thể dùng cái adapter này để mình cắm điện trực tiếp là điện từ 100V cho đến 240V. Đấy, đây này nó là vào này, điện ra của nó là 12V 1A. Đó. Rồi, cái này á thì mình cũng rất là dễ sử dụng thôi. Đây thì cái bộ điều khiển của nó này. Đây nhá. On này. Đó. Ở đây mình có 8 cái chế độ nhá, 8 chế độ. Đó, bật từ nhỏ cho đến to. Đấy. Đây. Này rung rất mạnh nha. Đấy. Nó không đập quá đau nhưng mà nó sẽ rung rung làm cho cái việc là cái mạch máu ở chỗ mình ngồi á là nó sẽ là lưu thông dễ dàng hơn. Ở hai bên đùi đây nữa này. Đấy, trên cổ đây một cái nữa này. Đấy. Đó. Thì cái điểm ở trên cổ đấy thì nó sẽ liền lưu thông cái mạch máu ở chỗ cổ. Đó, mình ngồi rất là thư giãn nha. Thì các bác mà đi xe hơi đó, nếu như các bác mà đi xe hơi á thì mình có thể là gắn lên ghế xe hơi mình ngồi. Còn ở nhà thì mình có thể nên bỏ lên ghế salon hoặc là cái ghế làm việc của mình ở nhà để mình ngồi lên. Đấy, thư giãn thoải mái luôn. Đấy, hoặc đi công sở cũng được luôn. Đó. Điện đóm thì mình thực sự ra nó rất là hữu dụng rồi. Nó cho đủ dây tẩu sạc tẩu này. Đấy, một cái tẩu này. Rồi dây này là dây cắm điện nữa. Đấy, nên là rất là dễ sử dụng nhá. Đấy, các bác có thể mua về để cho ông bà hay là cho chính bản thân hoặc gia đình mình. Đấy, ngồi cũng được. Giá của cái ghế nệm massage này thì bên shop đang bán với giá là 380.000 một cái nhé. Ghế nệm massage 380.000 một cái. Thì cái này á, nếu như các bác nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái nhé, thì các bác về mình có thể là cắm sạc test trước mặt shipper. Đấy. Đấy, nếu như nó mà có lỗi hỏng gì thì là liên hệ em ngay để hoàn hàng về. Đấy, còn lại nếu mình sử dụng thì trong vòng một tuần nếu lỗi do nhà sản xuất thì bên em sẽ là hoàn hàng. Đấy. Nhận lấy sẽ là trả lại tiền các bạn. Đó, và nhận hàng về. Đấy, thì tuy nhiên thì máy móc hay là cái gì đó xài lâu quá rồi thì cái đó thì em không có ấy nha, với lại hoặc là lỗi do trẻ con cào cấu hay này kia thì em không chịu trách nhiệm. Đấy. Đấy. Giá của cái ghế nệm massage là 380.000 một cái nhá. Đó, về mình xài. 380.000 ghế nệm massage. Phẩm đầu tiên đây thì em có cái dây nguồn này em đang thanh lý ra nhá. Dây nguồn. Đấy, dây nguồn bãi. Giá là 10.000 một cái nhá. Đấy, dây nguồn. Dây nguồn này thì nó không có cầu chì đâu nhá. Đấy, dây của nó thì hình thức là dây cỡ khoảng 1,5 m. Em bán 10.000 cái về, các bác mình có thể là ráp vào dây nồi cơm hoặc là dây máy tính PC đồ các kiểu thì ok luôn. Hàng mới chưa có sử dụng, chẳng qua nó đi theo kiểu bãi bờ nên là nó có bụi bặm vậy thôi. Ấy có ít nữa thì em xả ra là giá là 10.000 một dây nguồn nhá. Dây nguồn 10.000. Còn loại bên này á thì là cái dây nguồn có cầu chì. Đây. Còn loại bên này á là cái dây nguồn này, dây nguồn nó sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu. Đấy. Nó có cầu chì này. Cầu chì ở đây là cầu chì 13A nhé các bác nhá. Cầu chì 13A này. Đó. Đây cầu chì ở đây này. Thì cái này á, dây này thì nó cũng dài 1,5 m. Đấy, thì cái dây nguồn châu Âu này thì em sẽ bán thanh lý ra là 6 sợi. Đấy, 6 sợi như thế này. Đấy, 6 sợi là giá là 95.000. Đấy, tương đương với tầm cỡ khoảng là chưa đến 20.000. Đấy, một dây. Đó. Thì cái này á thì nó có cầu chì thì nó sẽ giúp cho các bác để bảo vệ được cái thiết bị bảo vệ được cái mạng lưới điện của các bác thôi. Đấy. Và cũng đồng thời bảo vệ thiết bị điện. Đấy, nếu nó quá tải thì nó sẽ là đứt cầu chì. Đấy, đứt cầu chì thì mình sẽ là bảo vệ được cả cái thiết bị điện lẫn với lại cái mạch cái nguồn điện nha các bác. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây thì bên shop cũng đang thanh lý ra cái ổ cắm nhật này.
Ổ cắm này á thì nó là sản xuất tại Đài Loan, hàng xuất Nhật nhỉ. AC điện từ 100 đến 120V. Thì cái này á thì nó là ở đây này, nó làm rất là hiện đại nhá. Ở đây nó có cái hộp mạng ở đây này. Đấy, hộp mạng ở đây thì mình thích thì mình để lại thôi, tại vì cái này nó làm chuyên dụng cho những cái nơi mà cần có mạng dữ liệu cục bộ rồi các kiểu này để bảo vệ an toàn dữ liệu mạng ấy. Đấy, còn không thì mình vẫn xài được những cái ổ cắm, nỗ cắm ở bên này nhé. Đấy, nỗ cắm ở đây là nỗ cắm dẹt như thế này theo tiêu chuẩn của Nhật rồi. Đấy. Điện thì ở đây người ta, nhà sản xuất người ta ghi từ 100 cho đến 120V AC, nhưng mà mình có thể được cắm được 220 nhá. Ở trong đây nó có cầu chì rồi có nọc nguồn. Đấy. Đấy, nó làm rất là hiện đại nha. Bình thường các bác mua một cái ổ cắm như thế này mà hàng mới chưa qua sử dụng của Nhật thì ít nhất phải vài trăm đến cả triệu bạc. À, nhưng hôm nay em bán cái dây, cái ổ cắm xanh này giá là 130.000 nha. Giá em đang thanh lý nha. Bữa trước này em đang bán là 150 đấy. Bây giờ nó còn ít nữa, em thanh lý xả kho. Giá là 130.000 ổ cắm xanh nha. Các bác tranh thủ nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây thì em có về được ít cái tấm nâu kính nha. Cái này thì nó là vuông 30 cm nhé. Đấy, nó sản xuất là vuông 30 cm. Về cái này á, nói chung thì nếu như nhà các bác mà xài kính gương soi ở trong nhà tắm đồ các kiểu á, nhiều lâu lâu thì nó hay bị làm sao mốc lên. Ấy, hoặc là kính cửa sổ đồ các kiểu á, thì mình dùng cái này nâu rất sạch nha. Chỉ cần xịt tí nước thôi là nâu không còn gì này. Đây, cái sợi của nó như thế này này, nâu mịn đó. Thậm chí mình có thể là nâu mắt kính ống nhòm được, kính mắt của mình còn nâu còn sáng nữa chứ không cần phải gì được cả đâu. Cái này thì nó rẻ thôi, em sẽ bán combo 10 tấm nâu kính nha. Đấy, cái này thì mình xài chắc mấy năm không hết đi. 10 tấm có 35.000 thôi. Combo 10 tấm nâu kính. Đấy, combo 10 tấm nâu kính giá là 35.000. Đó. Combo 10 tấm nâu kính giá 35k. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em có về được cái móc. Đây, cái móc này thì dành cho những cái móc cẩu này. Nó có cái chốt an toàn. Đấy, chốt an toàn ở đây này. Cái này thì đặc điểm hàng bãi Nhật mà cũng đã qua sử dụng rồi. Đấy, cái hãng của nó đen Daiken Hốc này này. Cái này thì mình có khóa an toàn ở đây này, mình bóp cái này xuống mới mở được khóa nha. Đó, rất là ok luôn các bác. Đó. Thì cái này nó chỉ gồm có cái móc này thôi. Đấy. Móc này thôi, thì về mình có thể mình cột dây hoặc là cột dây thừng hoặc là mình cột ấy để mình chằng đồ chằng hàng thì cái này cũng ok. Đấy, cột đồ thì cái này cực sướng luôn. Đấy. Hoặc là mình để mà mình móc một cái dây cảo hàng vào đây cũng được này. Đấy. Bác nào mà đang làm về vấn đề là xe tải, xe đồ gì các kiểu á, hay là xe ba gác đồ gì các kiểu, thì mình móc một cái dây cảo hàng, cái này mình chỉ cần móc cái thôi. Đấy, vào quàng với cái dây cảo hàng đó là ok luôn này. Đó. Hoặc là mình thay thế của móc, của móc cẩu. Cái này thì nó làm ở trong xây dựng nha, này để nó làm cái móc cẩu vật liệu xây dựng lên trên cao á. Đó, nó có khóa an toàn nên là rất ok. Em bán combo, combo móc cẩu. Đấy, móc cẩu 80.000 một cặp như thế này nhá. Combo 2 cái 80.000, tương đương có 40.000 một cái thôi. Đó, combo móc cẩu. Đấy, 80.000. À, còn bên này á thì nó, cái này á, thì loại này á thì nó còn có móc này, rồi còn có cái dây cột cáp ở bên trên này luôn này. Đây. Đấy, bác nào mà muốn mua đủ bộ như thế này thì em sẽ bán một cái này thôi, một cái này là 100.000 nhá. Còn cái kia thì về mình chế cái cháo kiểu khác, còn cái này thì về mình làm chế luôn dây cáp vào rồi đây này, để mình cẩu ba cái đồ vật liệu xây dựng này. Bác nào mà đang làm bên xây dựng thì cái này rất cần này. Đấy. Rồi, móc cẩu 100k. Còn bên này thì cũng là combo móc nhưng mà giá là 80.000. Thì bác đặt hàng thì nói rõ để nhân viên bên em nó biết đường chốt đơn nhá. À, còn đây là một cái cảo chữ C. Cảo chữ C này á
Thì ở đây á, là trên đây này, nó đã có cái đầu này á, là để các bác lấy cái cần tuýp các bác vặn cho nó chắc này. À, còn đây á, là đây cái chân tay của nó thì đầy đủ nhé, cái kẹp này nó đầy đủ luôn. Cái size của nó là 200 mm, size 8 in 200 mm nhá. Đây các bác nhìn này, đo cả găng tay 20 phân chưa hết được các bác ạ. Cái này á, về các bác nào mà đang mà làm mộc á, kẹp gỗ hoặc là kẹp sắt, cái này thì làm những công việc mà nó là gỗ lớn đấy, sắt lớn thì cái này rất là ok luôn, khi cần không có đâu, giá cực rẻ luôn. Cái này nặng 4,5 kg một cái nhá. Rồi cảo chữ C size lớn đấy, mà lần đầu tiên em về là nó đủ chân đủ tay đủ răng đủ miệng. Bình thường nó về là nó bị mất cái chân chỗ này này đấy, bị mất cái chân chỗ này thì nó vất tác dụng rồi. Đó. Rồi cảo chữ C 200 mm, giá là 350.000 một cái cảo chữ C, C lớn nha. Đấy. Rồi cảo chữ C bé, cái loại này thì là 150 mm. Đây thì mấy ông nhật nhuẹt thì ông có chế, ông hàn thêm vào đây để mục đích gì thì em không rõ, kẹp cái gì đây. Mình thích thì mình để lại, còn không thì về mình làm một vài vết chấm hàn nó bay ra thôi này. Thì có cái không thôi, chỉ cái này thì em gửi ngẫu nhiên thôi. Đấy. Chỉ cần cái bát chỗ này nó còn này. Đấy. Còn trên đây thì cái đầu vặn ở đây thì nó làm cái sẵn cho mình cái đầu vặn bằng cái cần tuýp là được rồi. Đấy. Rồi đây nó cũng chế vào đây này. Đấy. Mấy ông Nhật cũng tra của độ chế luôn. Rồi cái size này là size 300, size 150. Size 150 này. Đấy. Giá em đang bán là 250.000. Đấy cảo chữ C. Loại 150 mini. Giá là 250k. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì shop có về được cái súng bắn keo. Súng bắn keo này thì điện thì mình xài từ điện 110 cho đến 100V cho đến 240V đều được hết nha. Đấy, cái này thì mình cắm điện từ 100 đến 240V đều được hết. Cái này nó đến từ cái thương hiệu là của Danmi. Đấy, của Danmi nhá. Đấy, điện là từ 100V cho đến 240V V này, AC này. Công suất là 20W nhé, súng bắn keo. Cái này á thì mình về mình làm súng bắn keo thì rất là ok. Cái này của Danmi thì em thấy nó cũng rẻ thôi. 35.000 một súng súng bắn keo của Danmi. À, mua về thì có cần thì mình dùng đến. À. Ở đây thì người ta nhà sản xuất người ta ghi là 3 đến 5 phút là làm nóng được rồi này. Thiết kế rất là nhỏ gọn, nhiệt độ ổn định, tiết kiệm năng lượng. À, rất là chắc chắn nha. À, súng bắn keo của Danmi 35.000 một cái nhá, hàng thanh lý. Đấy, à, còn đây thì là một cái vòi sen tắm. Đây vòi sen tắm này á là vòi sen này mạ chrome nhá. Cái size của nó là 13.8 cho đến 26.8 cm. Đó. Đây thì mọi cái thì nó đã ghi hết trên bao bì lên hàng thanh lý nha. Cái này á, thì mình về bây giờ các bác nhiều nhà các bác á, thì vòi sen tắm mình xài lâu rồi. Đấy thì nó sẽ là có cái hiện tượng là nó đóng rêu đóng cặn ở bên trong. Nó chảy ra yếu yếu thì mình có thể là thay cái vòi này thôi. Đấy vòi này thì rất là dễ thay rồi. Cái chuẩn ống thì ở ống chung đây rồi. Nha. Đấy 20.000 một cái vòi sen tắm nha. 20.000 một cái vòi sen 8. Rồi sản phẩm tiếp theo thì shop về được cái đèn pin tự vệ nha. Đấy, đèn pin tự vệ. Đấy, poly xe này. Đó. Thì cái này á, chất liệu của nó là làm bằng kim loại nha. Đấy, chất liệu của nó làm bằng kim loại. Rất là cứng chắc, nó có cái gai như thế này này. Thì mình vừa làm đèn pin soi. Đấy, mình vừa là để dùng để phòng thân được luôn. Đấy. Thì cái này kích thước của nó này. Kích thước của nó là dài là 35 phân. Đó, khi mà thu gọn lại nhá. Còn mình cần thì mình có thể mở kéo dài ra. Kéo dài ra thì nó cũng thành là... Đấy, kéo dài là thành chiếu xa được nhá.
là 46 phân. Đó, dài ra 46 phân. Thì phụ kiện đi kèm ạ, thì sẽ là tặng kèm cho các bác một cái cục pin sạc này. Đấy. Một cái dây sạc. Đó. Còn cái này thì mình có thể là gắn pin tiểu cũng được. Khi mà các bác cái pin đồng hồ cũng được. Còn đây thì không thì mình có thể ráp cái pin to này cũng được. Đấy, pin ni-ông này, 3,7V này. Pin to này, pin sạc cũng được nhé. Dây sạc đi kèm này. Đây, ở đây nó có cái lỗ sạc. Ở đây là đây này, có lỗ sạc đi kèm nhé. Đấy, một cái dây sạc. Rồi. Rồi xem cái chế độ sáng của nó như thế nào nhé các bác nhé. Đây. Đây, cái này nó có báo hiệu nguy hiểm. Rồi sáng thường này. Cái này là đang mở là chiếu gần nhá. Đây, cái zoom của nó như thế này được các bác này. Còn nếu như mà mình zoom xa, đấy, mình kéo lên này, zoom xa, đây, thì nó sẽ là hình kiểu như thế kia các bác kìa. Đó, rất là sáng nhá. Cái này thì đi đêm, rồi các bác đi thăm vườn, thăm dãy thì cái này thì rất là tuyệt vời luôn. Mà lại còn an toàn nhá, cầm rất đầm tay nhá. Đó. Rồi, em báo giá luôn cái đèn pin tự vệ này. Đó, đèn pin tự vệ nha, các bác nên mà các bác đặt hàng các bác nói là đèn pin tự vệ giúp em. Đèn pin tự vệ giá là 250.000 một cái nha. Đèn pin tự vệ 250.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em có về được cái quạt nha, quạt trần. Đấy. Quạt trần này cánh của nó thì cánh nhựa thì rất an toàn rồi, các bác thì có thể là treo trong phòng ăn đồ thì cũng rất là hợp lý. Đấy, để em đo cái đường kính cánh cho các bác này. Đây. Cái đường kính cánh của nó là 68 phân nhá. Đấy, 68 phân. Điện 220 khi mà cắm điện vào này là toàn bộ cái thân này nó sẽ quay. Cánh nhựa thì đặc biệt là an toàn rồi. Đấy, dây điện đây thì có công tắc đi kèm nhá, rất là mát. Đấy, mình treo ở trong phòng ăn đồ các kiểu. Đấy. Đó. Quạt trần nhá. Quạt trần. Cái cánh này thì cánh nhựa của nó thì an toàn rồi. Đó, thì các bác không sợ bị rơi vô đầu ha. Rồi. Rồi. Các bác lên đơn cho em là quạt trần giá là 195.000. Đấy, quạt trần 195.000 một cái nha. Quạt trần 195.000 một cái. Ôi, sản phẩm tiếp theo thì shop mới về được đây là cái khay inox. Đấy, cái khay inox này á. Đây. Về cái chiều dài của nó này. Đây. Chiều dài của nó là 27 phân. Đấy. Và cao của nó là 10 phân nhá. Cao 10 phân. Và bề rộng của nó là 16 phân rưỡi. Rộng là 16 phân rưỡi. À, cái này á thì về mình có thể là đựng đồ ăn. Đấy, đồ ăn đồ uống nha. Inox khá là dày dặn nha. Đó. Rồi mình bỏ vào tủ lạnh đó. Đấy, bỏ vào trong tủ thì nó vừa kín này. Đấy, đồ ăn nó khỏi bốc mùi ra tủ này. Rồi khi mà mình cần hâm lại đồ ăn thì mình cũng có thể là dùng cái nồi này luôn để mà mình hâm đồ ăn luôn nhá. Đó, cũng rất là tiện lợi. Rồi khay inox chữ nhật nha. Khay inox chữ nhật giá là 85.000 một cái nha. Khay inox chữ nhật 85.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là shop có về được cái sạc bình ắc quy nhá. Sạc bình ắc quy này á là mình sạc được bình 12V từ 4Ah cho đến 100Ah nha. Thì mình có thể là sạc các cái bình ắc quy của xe máy, xe hơi đều được hết nhá. Đặc điểm cái này nó có cái tác dụng là khử xun phát này. Đây, nếu như mà mình muốn là khử xun phát á thì mình kẹp bình vào đây này. Đấy. Đây. Đây. Kẹp bình vào đây là nó tự sạc rồi này. Nếu mà muốn khử xun phát thì mình ấn vào cái chữ reply này. Đấy, ấn vào chữ reply này là nó đang khử này. Đó. Còn không thì mình tắt đi nhá.
tắt đi thì nó đẩy lên như này thì nó là sẽ là báo sạc này. Đây, bình của em đang là 5.9A 13V này. Đó, 31 độ C. Đó. Rồi. Cái này á thì nó có đặc điểm như vậy, khử xuân phát là khử cái những cái nó bám vào cái bảng cực của cái bình ắc quy của bác ấy, lâu ngày nó sẽ đóng cặn vào như vậy ấy, thì dẫn đến cái tuổi thọ của bình ắc quy nó sẽ là không được bền. Nên là mình có thể là sử dụng cái này. Đấy, để mình khử đi. Đấy thì cỡ khoảng là 20 ngày 25 ngày thì mình khử một lần thôi, khử định kỳ như vậy thôi chứ không cần phải khử suốt nhá. Rồi, thêm nữa là ở đây cái đặc điểm của nó nữa là nó chống ngược cực, là tại vì sao khi mình cắm điện vào này. Đây thì cái này nó không có tóe nữa nhá. Đó, nó chống ngược cực rất là hay ở chỗ đó. Rồi. Còn nếu như đây này, cái này này. Đây này, như cái loại này á. Đó, đó đó, các bạn thấy không? Đó, bình ắc quy mà lấy tóe nửa như vậy. Còn cái này nó không bị tóe nửa như vậy nhá, chống ngược cực và khử xuân phát, sạc bình ắc quy luôn. Thì cái sạc bình này thì bên shop đang bán với giá là 235.000 một cái nha, sạc bình ắc quy 235.000 cái. Ôi, đây thì shop có cái võng mùng quân đội nhá. Cái này thì nó cái võng mùng này USA này. Cái võng mùng này á, cái đặc điểm của nó thì khi mình đi á, thì mình có thể gấp gọn lại giống như một cái gối này, có quai sách này. Đó, mở rộng ra thì nó dài là 1m9 nhá. Dài 1m9. Đấy, nó hình chữ nhật nhá. Đấy. Đây, ở đây á thì nó được cái là cái lớp mùng này của nó này. Cái lỗ này rất là dày, muỗi không có thể nào mà chui nọt được nhá. Đấy, dày và chắc chắn. Đấy, còn dưới đáy đây thì nó tới 2-3 lớp cơ. Hay nếu mà mình nằm ở nơi mà khu vực mà muỗi nó nhiều thì cái này nó sẽ là khó đâm xuyên nhá. Và cái đặc điểm là vải dù như thế này, bên ngoài này là vải dù như thế này á, thì cái việc là mình có thể làm cái bạt để mình che mưa cũng được. Đấy, khi đi mà đi câu dã ngoại đó, kiểu nếu mà gặp mưa lớn thì mình có thể là che mưa hoặc là mình mắc võng lên, mình trùm kín nó lại. Đấy, nằm vừa ngủ được luôn, vừa che được mưa, vừa chống được muỗi. Đấy, câu cá đó kiểu rất là tuyệt vời nhá. Đây, cái khổ rộng của nó vuông như thế này. Đấy, nó dài ra cỡ khoảng hơn mét nhá, cái bề rộng của nó phải hơn mét. Đấy, để mình nằm cho nó thoải mái. Cái này thì nằm một người cũng được, mà nằm hai người thì càng ấm thôi. Nếu như bác nào mà đi du lịch dã ngoại mà có được hai người thì nằm càng êm. Đấy. Rồi, võng dù quân đội nhá, là bên shop đang bán với giá là 195.000 một cái nhá, một cái võng mùng quân đội. Đấy, giá 195.000 một cái. Đấy, các bác tranh thủ nhá, võng mùng quân đội 195k. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây là cũng là mặt cửa hàng Thanh Lý luôn. Đấy, con một cái con ghế ngồi massage. Đấy, ghế ngồi massage, đặc điểm con này là massage bằng hơi nha. Và nó là rất là êm ái luôn. Đây, nó massage cái phần hông này, mông này, hông này, lưng này, đồ các kiểu này, chỗ này này. Đấy, hai bên này nó sẽ bóp lên cho các bác. Đấy, bóp bằng hơi. Cái này thì ông bà tuổi cao mình cũng xài được nha. Đấy, tại vì nó bóp bằng hơi nên nó rất là êm và nhẹ nhàng. Đấy, nó không có đấm mạnh, không có đấm rung đau giống như những cái máy massage khác. Đó. Thì cái ghế massage này á, tình trạng của nó thì hoạt động thì vẫn bình thường nha, bao sống bình thường cho các bác. Đấy, mỗi cái thì hàng tồn kho để lâu rồi là đồ đạc nó để nên cái là nó bị hơi bụi bẩn tí thôi. Cái này thì lau chùi đi tí là ok. Này như nó còn có khóa để bác gỡ ra các bác vệ sinh được luôn nha, không có ảnh hưởng gì. Đấy, giá đang bán là 3.500.000, hôm nay giảm giá sâu luôn. Đó, 2.900.000. Đấy, 2.900.000. Còn ghế massage 2.900.000, một cái ghế massage như thế này. Đó. Theo đây thì cũng là một cái sản phẩm Thanh Lý nữa, cái máy đánh giày nha. Máy đánh giày này thì em đang tìm cái công tắc chỗ này. Cái công tắc chỗ này thì các bác về các bác có thể chế công tắc khác, nhưng tuy nhiên cắm điện vào 220 vào thì nó vẫn cứ chạy bình thường nha. Cái này thì mình nếu như mà mình nhà cửa đó kiểu mà có nhiều khách vào thì cái này, hoặc là mình
tự dùng để mà đánh giày, cái này cũng rất ok. Đó. Đánh giày rất là sạch nha, có hai bên đánh bóng, đánh mịn rồi các kiểu các bác. Đó. Vẫn còn xài ok, hoạt động bình thường. Đấy, nhưng mỗi cái công tắc như thế này thôi. Đó, nên là hôm nay thì em giảm giá luôn. Đó, giá là 1,5 triệu. Đó. 1,5 triệu con máy đánh giày nha. Đó, giảm giá hết cỡ luôn rồi các bác. Máy đánh giày giảm giá 1,5 triệu. Còn 1,5 triệu. Đó, chuyển khoản bao ship luôn. Đó. Đấy, hôm nay em dọn kho rất tiếc nhưng mà em phải thanh lý ra. Đó. Máy đánh giày 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo shop mới về được một số cái bóng đèn netbook nhé. Nó đến từ thương hiệu Enco này. Công suất của nó là 100W này. Đấy, độ sáng của nó là tới 6500 lumen. Đó. Cái này mà về các bác làm bóng ở trong nhà hay là ngoài sân vườn thì cái này sáng rực rỡ luôn, rất sáng nha. Đấy, 100W không à. Đấy, bình thường là nếu như các bác đi mua thì cũng phải tầm cỡ khoảng là 250.000. Đấy, 250.000. Nhưng ở đây á, thì shop đang bán với giá là 150.000 thôi. Đây, tản nhiệt nhôm nha. Đấy, đây nó có cái tản nhiệt nhôm ở đây này. Rồi xem coi cái độ sáng của nó như thế nào nhá. Đây á, thì shop đang sử dụng cái bóng đèn này á. Đó, nó rất sáng nha. Dùng để mình quay video được luôn này. Đó, đây. Ở đây thì đấy, thấy chưa? Đấy, ánh sáng này rất là ghê gớm nha. Đó, đó một con netbook. Đó. Netbook này thì bên shop đang bán ra giá là 150.000 một bóng nha. Đó, 150.000 một bóng. Netbook. Vâng, xin chào tất cả các bác đã đến với kênh của Trường Hàng Bãi Nhật nhé. Thì hôm nay thì shop có về được rất là nhiều mặt hàng. Đó, để giao lưu các bác nhé. Đấy, thì các bác cố gắng xem đến hết video. Thì xem coi cái mặt hàng nào nó phù hợp với nhu cầu của mình. Thì mình mua ủng hộ em Trường nhé. Đấy, thì số điện thoại em đặt hàng thì em để bên góc trái màn hình nhé. Thì các bác có thể là chốt đơn bằng cách là gọi điện hoặc nhắn tin SMS hoặc là nhắn tin qua Zalo. Đấy, số Zalo em để trên góc trái màn hình. Thì mọi cái mặt hàng bên em thì nếu như các bác nhận hàng, nếu như mà có lỗi thì em sẽ là đổi trả lỗi do nhà sản xuất nhé. Thì em sẽ là đổi trả trong vòng 7 ngày nhé. Đấy, thì em sẽ giải quyết đơn hàng trong vòng 7 ngày. Đấy. Rồi, sản phẩm đầu tiên hôm nay á, thì shop có về được cái bóng đèn này. Bóng đèn này nhìn nó đơn giản thôi, nhưng mà thực sự nó là một cái bóng đèn em đánh giá nó rất là thông minh nha. Nó đến từ thương hiệu là EasyVit này. Đấy. EasyVit này thì nó rất là quen. Đấy, cái này thì các bác hay nắp camera rồi thì các kiểu ấy thì cũng dùng luôn cái này, thì tức là một cái phần mềm của nó có thể là điều khiển được bóng đèn rồi loa, rồi là loa, rồi là cả về camera nữa. Đó, thì các bác nếu như mà mua nguyên của cái thương hiệu đó thì nó sản xuất ra những cái đó. Thì bây giờ này, đây cái bóng đèn này thì cái công suất của nó, bóng đèn này thì làm bóng đèn ngủ nhá. Đấy, đây này, nó là 6 công suất của nó là 8W thôi, 8W, độ sáng của nó là 800 lumen. Đấy, độ sáng của nó là 800 lumen nhé. Đấy. Rồi, giá của cái đèn thông minh, bóng đèn thông minh nhé. Các bác cứ nói là bóng đèn thông minh. Đấy, giá là 95.000. Đấy, và còn cách lắp đặt như thế nào thì các bác xem ở phía sau đây nhé. Em sẽ hướng dẫn các bác cụ thể luôn. Đó. Sau khi các bác cài được phần mềm rồi thì các bác vào cái phần mềm ấy, có cái dấu cộng ở trên này đó, rồi mình vào cái phần gắn thiết bị này. Đó, gắn thiết bị mình chọn xuống là bóng đèn thông minh này. Đó, rồi bây giờ mình kiểm tra coi bóng đèn có nhấp nháy hay không này. Đây nhá,
ống đèn có thấy là đang nhấp nháy sáng tối này. Rồi bước tiếp theo đó là kết nối wifi của thiết bị này. Đó, mình vào cái wifi của thiết bị đây này, đấy, ấn vào đấy, kết nối với wifi của thiết bị này, đấy, xong mình quay trở lại nhé, đấy, quay trở lại cái phần mềm Evit này. Rồi mình vào cái mạng của mình nữa nhé, vào cái mạng của mình. Rồi sau đó mình sẽ là chờ này, sau khi kết nối thành công này, chúng ta sẽ là mở tắt bóng đèn này, bằng điện thoại được luôn này, mở này. Đó, rồi vào để mình điều chỉnh các cái độ sáng, các cái kiểu ánh sáng nha. Đây Halloween này, thư giãn này, ngọt ngào này. Đó, cái này thì dành cho các bác yêu đương thì cực ngon. Đó, cái này làm đèn phòng ngủ rất là tuyệt vời. Đấy, tự động sáng tắt được nha, tự động tắt đèn à, hey. Rồi tắt bằng cái này được luôn. Đó, rất là hiện đại nha. Rồi sản phẩm tiếp theo đây thì sắp có về được một cái chuông xin nhan. Đấy, nó chuông xin nhan này nó kêu tinh tong tinh tong. Đấy, điện sử dụng điện 12V thì các bác có thể là mình gắn vào chuông xe đạp hoặc là xin nhan xe máy gì nó cũng được. Đó, rồi đây nha, cái xin nhan này khi mà điện vào này nó sẽ kêu như thế này này. Đó, đó, kêu tinh tong kiểu như vậy nhá. Đấy thì cái này mình có thể là ráp đèn xin nhan xe máy hoặc là mình ráp vào xe đạp cũng được. Đấy các bác mà đang chơi xe đạp thể thao rồi kiểu thì mình chế thêm cái này vào cũng hay. Đấy, điện 12V này. Đấy, Toyota Denso shop về được ít cái loại như thế này ha. Thì các bác đặt hàng thì giá của nó là 65.000 nhé, em báo giá luôn là 65.000. Thì các bác đặt hàng thì các bác nói là bán cho anh cái chuông tinh to. Đấy, chuông xe tinh to giá là 65.000 một cái nhé. Rồi tiếp theo thì shop có về được cái đèn pha. Đấy nhá, đèn pha này sử dụng dụng trực tiếp điện 220V nhé, công suất của nó là 100W này. Đấy, cái độ sáng của nó nan ra là 120 độ nhé, trong góc 120 độ. Đấy, độ sáng của nó là 10.000 lumen nhé. Đó, đây cái này, đây thì mình có dây điện ở đây, thì mình dây này dây te rồi, còn lại đấu cái dây xanh với lại dây nâu này vào trực tiếp điện 220 là sáng được luôn nhé. Đấy, đèn pha thì cái bề rộng của nó thì nó cao cỡ khoảng là 25 phân. Đấy, bề rộng thì cỡ khoảng là 23 phân. Đó, đây có chỗ treo đồ thì chỗ treo luôn nhá. Đó, rồi để em test thử cái độ sáng của nó như thế nào nhé. Đây, đây rất là sáng nha. Đó, rất là sáng. Đây, đó. Cái này á thì về các bác đấy, do quay lên điện thoại nên nó nháy như vậy thôi, chứ còn ở ngoài thì nó sáng bình thường nha. Đó, cái này á thì về các bác thì gắn điện ngoài sân hoặc là ngoài vườn đồ các kiểu thì cái này rất là ok. Đấy, sử dụng điện 220 luôn nhá. Đó, rồi em báo giá luôn là cái đèn pha 100W này, đèn pha 100W bên shop đang bán với giá là 215.000 một cái nhá. Đèn pha 215.000 một cái. Đó, đèn pha 200
15 ngàn một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái hộp lưu điện nhé. Thì shop cái này á thì nó không có bình sẵn ở đây đâu. Đấy, thì ở trong đây thì có một cái biến áp này, rồi bảng mạch đầy đủ nhá. Thì cái này á, dây sạc của nó, tại vì cái hộp lưu điện này á, nó dùng cho máy tính nhá. Đấy, thì khi mà tắt nguồn á, thì nó sẽ là khi mà điện mất điện á, thì cái này nó sẽ là kích hoạt nguồn lên để cho máy tính không bị tắt đột ngột. Đó, thì cái tình trạng của nó như sau. Thì trong mỗi một cái hộp lưu điện này thì giống như kiểu là nó có một cái đĩa này này, đĩa CD này để mà mình cài đặt hay sao các bác. Đấy, cài đặt về cái thời gian của nó hay là cái lưu lượng pin. Thường là bình á, khi mà bình nó còn ít pin á, thì nó sẽ là tự ngắt. Đó, tức là nó sẽ không có chuyển ra điện 220 được nữa. Đó, nên là cái này thì em cũng không có rành nắm về nó. Nên là hôm nay thì shop sẽ thanh lý ra. Thì cái này thì các bác thay cho cái việc là mua một cái sạc bình ắc quy, thì cái này bác dùng để sạc bình ắc quy cũng vô tư luôn. Tại vì cái này này, ở đây thì nó có dây nguồn sẵn rồi, này thì đấu vào bình này. Đấy, về sạc bình ắc quy, còn bác nào mà muốn chế ra điện 220 luôn thì cũng ok luôn. Tại vì bây giờ thì khi mà em cắm vào bình á, thì được một thời gian cái là nó được tí thôi. Nhiều cái thì được vài giây, nhiều cái thì được 1-2 phút. Đấy, thì không biết người ta cài đặt kiểu gì. Thì đa phần nó là đều hàng mới full hộp như thế này này, không biết người ta cài đặt kiểu gì đó. Nên em không có rành về công nghệ cho nắm. Nên là này thì em sẽ là bán mù ra cho các bác nhá. Giá là 195 ngàn một cái. Đó, về thì mình có thể làm được vào việc. Nếu như bác nào mà rành nữa thì mình có thể là chế đấu trực tiếp vào á. Mình chế mình đấu kiểu gì đó. Tại vì em xem ở trên mạng thấy người ta cũng giới thiệu, cũng có cái cách mà biến cái cục đổi nguồn, biến cái cục cục nguồn này đấy, thành một cái đổi điện từ 12V sang điện 220 được luôn mà nó không bị tự ngắt. Đó, thì các bác đấy thì em bán có nhiều cái chiều hướng để các bác về sử dụng như vậy nhá. Đấy, chứ còn em không rành lắm nên là hôm nay thì chấp nhận xả lỗ ra. Cái này em đang bán là 250, hôm nay á em giảm xuống là còn 195 ngàn một cái hộp lưu điện nha. Hộp lưu điện đấy thì em nói rõ về cái tình trạng của nó như thế nhá. Đây này, cái này nó là sản xuất tại Philippines, made in Philippines. Và cái công suất của nó là 480W. 480W này nếu như các bác chế ra thành ấy thì cái hộp lưu điện này, nếu các bác chế ra thì chuyển điện 220 nhưng mà nó thành công thì nó tải được 4-5 cái quạt là chuyện bình thường, 3-4 cái quạt là chuyện bình thường nhé. Đấy, quạt thắp điện thắp sáng, còn không thì mình làm sạc bình. Ở đây thì nó cũng có mấy cái chỗ là ổ cắm đồ như này, ổ cắm này. Đó, rồi hộp lưu điện nha, giá là 195 ngàn một cái nha. Đó, 195 ngàn một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là shop có về được một số cái này là cái giấy nhám nhá. Đây, giấy nhám này, bác nào mà đang làm nghề thì mình có thể liên hệ nhá. Giấy nhám này nó đã cắt theo bản là 230 với lại 22 rồi, 30-22. Đấy, cái độ mịn của nó này, độ mịn của nó là 120 nhá. Đấy, chữ nhật gì cái hãng của nó này, cái hãng của nó này. Đó. Thì cái này thì em bán theo sấp thôi. Cái này thì nó nguyên một sấp, nó về nó theo sấp như này này. Một sấp nó bỏ trong ni lông như thế này này. Đó, một sấp của nó là gồm có 50 cái. Đó, một sấp sấp của nó là 50 cái. Rồi. Giá thì em đang bán ra là 150.000 một sấp này nhá. 150.000 một sấp giấy nhám. Giấy nhám. Rồi. Giấy nhám 150.000 một sấp nhá. Mua cả sấp về mình xài sướng. 150.000 một sấp.
Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop tiếp tục về thêm được cái bộ chốt cửa tự động nhé. Cái này thì các bác mình có thể là về mình làm chốt cửa cổng nó các kiểu. Thì cái này nó sẽ là việc mình quên đóng cửa ấy, thì thường xuyên là các bác có thể là quên đóng cửa cổng thì mình có thể dùng cái này. À đây, cái này rất là dễ xài nhé. Đấy các bác này. Đây này, khi mình ra mình đóng cửa lại thì chỗ này nó sẽ là tự sập lại xuống này. Đấy, tự sập xuống. À, tự sập xuống nó sẽ giữ như thế này mà không biết cách mở. Nếu như biết cách mở thì lật cái này lên này sẽ đẩy được cửa ra. Thì cái này làm được mọi loại cửa, cửa đôi, cửa lùa hoặc là cửa đơn thì cũng được hết nhé. Đấy. Cái này thì mình có thể làm chốt cửa tự động của cửa cổng này hoặc là cửa phụ đằng sau á. Thường là các bác cái cửa phụ đằng sau nhà các bác quên đóng cửa hay quên gài. Đấy, thì mình nên là đóng ở những cái đó. Còn làm cửa phòng thì nó cũng hạn chế thôi. Tại vì cửa phòng nếu như mình quên mình ra ngoài mình đóng sầm lại thôi thì không có người ở trong phòng thì rất là khó mở nhá, không mở nổi. Cửa phòng nó rất là kín. Đấy. Cửa cổng còn có cái lỗ ở cổng thì mình thò tay vào được. Còn cửa phụ ở đằng sau nhà, cửa đường luồng đấy. Đấy thì mình có thể là mở cửa chính mình vô được. Đấy thì không sao. Đó. À, thì chốt cửa tự động này thì bên shop đang bán với giá là 45.000 một bộ như thế này nhá. Đó. Chốt cửa tự động 45.000 một bộ. Rồi tiếp theo đây thì shop có về được cái kính đúc nhá. Kính đúc này hàng nội địa Nhật luôn này, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Kính đúc này tay cầm của nó bằng nhựa nhá. Đấy, tay cầm bằng nhựa. Cái này thì giúp ích cho các bác thì có thể là đọc báo hay là xem ba cái đồ gì nó nhỏ nhỏ thì mình có thể xem được nha. Nhất là những bác mà tuổi cao rồi thì mình có thể sử dụng cái này để xem chi tiết rồi kiểu cho nó rõ ràng hơn. Đó. Thì một cái kính lúp như thế này, cái tay cầm này của nó thì bằng nhựa này. Đây, cái bên trong cái thấu kính của nó rất là dày nhá, rất là dày. Kính lúp này bên shop đang bán với giá là 85.000 một cái kính đúc. Kính đúc Nhật nha. 85.000 một cái. Kính đúc Nhật 85k. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop mới về được một cái lục giác nha. Đấy, lục giác này là lục giác đầu bi này. Đấy, cái đầu bi như thế này á thì về mình vặn là nghiêng cũng được đấy. Đấy, nếu vặn là những cái ốc mà lục giác thì mình vặn nghiêng cũng được. Đó. Chất thép của nó là CRV. Đó, CRV. Đấy, và cái bộ lục giác này nó gồm có là 10 có 9 sản phẩm 9 đầu ở trong đây nhá. Từ nhỏ cho đến 10 này, cỡ 10. Từ size nhỏ cho đến size 10 luôn. Và cái chiều dài của nó rất là dài. Đấy, cái dài nhất là rơi vào tầm khoảng 21 22 phân này. Đấy, một bộ lục giác như thế này. Đấy, nó đến từ cái thương hiệu NS nha. À, là một thương hiệu của Đức. Đấy, cái này thì sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, hàng này hàng xuất nên là thực sự ra nó rất là bền chắc chắn nha. Hàng chính hãng. Cái loại lục giác 7 màu, lục giác nhiều màu này. Đấy. Lục giác nhiều màu này thì bên shop đang bán với giá là 170.000 một bộ như thế này nha. Đấy, mình mua một bộ này thì mình về mình xài không biết đến bao giờ luôn mà rất là đẹp nha, rực rỡ luôn. Đấy. Đấy, các bác nên mua một bộ để sẵn ở trong nhà khi mình cần là mình đem ra mình dùng. Đấy. Khi cần mà không có rất là tức. Đấy. Lục giác 7 màu 170.000 một bộ nha, lục giác. Rồi, sản phẩm tiếp theo là shop về được một cái ổ khóa nhá. Ổ khóa này thì là size là 60mm này, 6cm nha. Đấy, ổ khóa chống cắt. Đó. Đây. Đi kèm cho các bác là 4 chìa luôn. Đó. Rất là chắc chắn nha. Đấy. Cầm rất là đầm tay. Đấy. Kim loại. Nó làm bằng kim loại nha, chứ nhiều cái mà sản phẩm mà nó kém chất lượng á thì thường nó làm bằng gang nhiều hơn. Đó.
Con này thì rất là chắc chắn nha, làm kiểu cái hàm lượng sắt nó nhiều hơn đó. Rồi cái này thì ổ khóa này thì cũng rẻ thôi, giá 65.000 một cái. Ổ khóa chống cắt nhé, đây cái hãng của nó đây, ổ khóa chống cắt 65.000 một cái. Đó, về mình nếu như bác nào mà có nhà kho nhà xưởng hay là cần thay ổ khóa hay là có nhiều phòng trọ đồ các kiểu đó, thì mình có thể mình mua về mình xài. Đó, hàng mới chưa qua sử dụng nha. 65.000 một cái thôi, ổ khóa chống cắt nha, 65.000 một cái. Đây shop mới về cái chai thông tắc bồn cầu nhá, hàng nội địa Nhật luôn này, Made in Japan này. Đó, cái này á, cái chai này dung tích của nó là 800ml. Đấy, thì nếu như mà bồn cầu hay là cống nước hay là mấy cái thường là những cái chỗ như là chỗ bồn rửa bát của bác là hay bị tắc nước nhất đó, thì mình có thể sử dụng cái này để mình thông cái đường ống này. Cái dung tích của nó 800ml nhé. Và ở đây cái này nó nặng là 800g. Đó, 800g. Cái này nếu như mà anh em về mình thông tắc bồn cầu thì nó rất tuyệt vời, hàng xịn sò luôn. Giá là 120.000. Đấy, một chai thông bồn cầu. Đấy, Nhật nha. Đấy, một chai thông bồn cầu là giá là 120k. Sản phẩm tiếp theo thì shop có về được cái cục xà bông. Xà bông tẩy cổ áo nha, Made in Japan này. Cái này thường là các cái áo công sở, áo trắng của các bác á, đó là hay bị nó bị ố vàng ha. Thì trước khi giặt ấy, kể cả giặt bằng máy giặt rồi bột giặt, tốt nhất là nó vẫn còn giặt rồi nó vẫn còn bị vàng ha, thì cái cục tẩy này nó sẽ giải quyết được vấn đề đó. Đấy, thì cái cục tẩy này á, xà bông tẩy này, thì trước khi các bác cho vào máy giặt á, thì mình có thể là giặt sơ qua cái cổ áo. Mình giặt thì giống như giặt xà bông bình thường thôi, nhúng nước rồi mình quệt cái cục xà bông này lên cái trên cổ áo, ngâm cứ khoảng một vài phút xong mình giặt qua thì nó sẽ là trắng sáng trở lại nhé. Đó. Đó, một cái cục xà bông này giá có 60.000 thôi, mà cái này thì mình xài cả năm chưa hết đâu. Cục xà bông rất to này. Đó. Độ dày của nó như thế này cơ mà. Đó, thì cái cổ áo là những cái quan trọng nhé. Bác gái thì mua về để cho các bác trai đồ các kiểu, mà mình đi đám tiệc đồ các kiểu hoặc là đi công sở đồ thì hay mặc áo sơ mi là xảy ra cái tình trạng là ố vàng như thế này, thì mình đem cái này, cái xà bông này nó sẽ khắc phục cái điều đó ha. Giá 60.000 một cục xà bông đấy, tẩy trắng cổ áo nhá, tẩy trắng cổ áo. Thì tuy nhiên thì nhiều khi thì các bác có những cái vết ố vàng ở trên áo chỗ khác thì mình cũng có thể giặt được hết nhá. Đó, xà bông tẩy trắng cổ áo giá 60k một cục. Rồi, sản phẩm tiếp theo là cái bình xịt dầu. Bình xịt dầu này là đến từ thương hiệu NS, là thương hiệu của Đức nha. Thì cái này nó sản xuất tại Trung Quốc. Bình xịt dầu này thì cái bình của nó thì làm bằng sắt này. Đấy, bình xịt dầu sắt. Đấy, vòi thì ở đây thì nó vòi vòi dẻo nhá, để mình có thể cơ động. Đấy. Còn ti bơm này thì bằng nhựa này. Đó. Em thấy thì nó cũng khá là ok các bạn. Đó. Này thì về các bác thì bơm dầu bơm nhớt thì cái này cực ngon. Đấy. Ở đây thì nó ghi là 250g. Chắc là cái độ nặng của cái bình này nó cỡ đó các bạn. Thì dung tích của nó thì em dự đoán thì nó rơi vào cỡ khoảng là tầm 200ml thôi. Đấy, cỡ đó. Thì cái này thì về mình bơm dầu bơm nhớt thì khá là ok. Đấy, này thì em cũng lấy để em xài thì được trước giờ cũng tầm 2-3 năm nay rồi. Nói chung thì cũng từ lúc mà em bán cái sản phẩm này đến giờ mà em bán em xài thì nó cũng chả thấy có gì gọi là hư hao cả.
Tại vì bình xịt dầu thì bỏ dầu trong đây nữa thì nó bảo dưỡng cái bình này thì nó cũng không dễ bị gì bị rồ đồ các kiểu các bạn. Trừ phi là mình rơi bể thì đổ dầu vào nó nặng thì mình có thể rơi thì nó sẽ móp thôi. Chứ còn xài của bền, người ta nói là của bền tại người mà. Nếu như mà mình xài nó kỹ lưỡng ra thì chả khi nào nó hư đâu. Rồi, giá của cái bình xịt dầu là 45 ngàn nhé. Đấy, bình xịt dầu vàng đi, bình xịt dầu vàng giá là 45k một cái, 45 ngàn một cái nha các bác nhé. Rồi. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái kính núp hàn nhé. Kính núp hàn này nó có cái kính núp nhỏ bên trong này và kính to bên ngoài. Đấy thì các bác khi mà mình hàn đồ các kiểu thì nó có tay kẹp. Đấy, bằng mạch điện tử. Đấy, có chỗ để nhựa thông. Đấy, có chỗ để mà gác cây hàn, quay hàn đồ các kiểu ha. Thì ở đây nó có đèn luôn các bác này, có đèn ở bên dưới này. Nó xài cái pin của nó thì pin tiểu cũng rất là dễ thay thế nhá. Đó. Cái kính núp hàn này giá là 250 ngàn, về các bác là sửa chữa linh kiện điện tử đâu các kiểu thì rất là tiện lợi nhá. Đấy, kính núp hàn giá là 250. Đấy. Đấy, nhìn rất là cứng cáp, mình có thể điều chỉnh góc độ các kiểu được luôn các bác ha. Đó, giá là 250k kính núp hàn. Rồi, sản phẩm tiếp theo là bên shop có về được cái Eto góc hai tay nhá. Đó, Eto góc hai tay này á thì nếu như các bác về mình kẹp sắt đồ các kiểu á thì kẹp được cái tấm sắt cứ khoảng là 6 phân rưỡi. Đấy, 6 phân rưỡi nhá. Đấy, kẹp cái tấm sắt 6 phân rưỡi để các bác về mình hàn xì nhá, sắt hoặc nhôm đồ các kiểu á. Đấy, mình làm thợ đồ các kiểu thì các bác có thể mình biết rồi đó. Đây, bên này thì hai tay thì mình điều chỉnh luôn là bên này thì thanh to, bên này thanh nhỏ, tùy ý các bác điều chỉnh nhá. Kẹp rồi cái Eto kẹp góc hai tay này. Đấy, thì giá của nó là 250 nhá. Đó, còn tiếp theo đây là một cái Eto góc một tay. Đấy, cái này thì nó xoay được. Đấy, đấy thì các bác có thể là mình kẹp góc một bên là thanh sắt to, bên thanh sắt nhỏ, cái này nó đế xoay thì nó tự điều chỉnh. Đấy, để mình hàn đồ các kiểu nhá. Đây là Eto góc một tay, rất là chắc chắn luôn, ngon và xịn. Đó. Rồi, em báo giá luôn, cái Eto góc một tay này bên shop đang bán với giá là 190 ngàn. Đấy, các bác lên đơn là Eto góc một tay giá 190. Còn Eto góc hai tay thì giá là 250 nha. Đấy, Eto góc hai tay thì giá 250. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái ống nhòm. Ống nhòm này, ống nhòm của Badileo nhá. Đó. Cái tầm nhìn xa của nó là 20 x 50. Đó. Thì cái này em cũng đã thử test rồi. Đây thì mình nếu như tầm nhìn xa, nếu như mà không có cái vật cản thì cỡ khoảng 2 cây số thì nhìn cũng rất là rõ. Đó. Thiết kế của nó rất là chắc chắn luôn. Đây, cái này thì nó còn có thêm cả cái phần bên này để mà điều chỉnh cái tiêu cự ha. Khi mình bỏ hai mắt vào á, mình nhìn thì mình điều chỉnh cái này này để cho hai cái tâm ở hai bên mắt nó trùng lại làm một thì các bác sẽ nhìn nó rất là rõ luôn. Đó. Thì cái này thì anh em đem về thì sử dụng rất là nhiều mục đích được nhé. Đấy, anh em đi biển dã ngoại du lịch đồ các kiểu á thì cái này thì anh em nhìn ngắm đồ các kiểu thì rất là thích luôn. Rồi, hoặc là anh em có thể là theo dõi coi là hàng xóm của hàng xóm đang làm cái gì. Đây, thì ở đây á, em đây đằng trước đây khoảng đất trống nha. Đấy, cái này thì nó rơi vào tầm khoảng là 1 km rồi gì đó. À, tầm xa như vậy cái khoảng đất trống, bên kia thì bãi rác rồi bụi chuối rồi các kiểu ha. Đây thì em sẽ test thử để cho anh em nhìn coi nhá. Đây còn cái trụ đằng kia kìa, cái trụ đằng kia là cái trụ giống như là kiểu là chạm phát sóng rồi các kiểu ha. Đó. Rồi bây giờ em test thử luôn nhé.
Đây cái này thì tay em hơi rung đấy, do ăn chân gà với nhậu nhiều quá nên hơi rung tay, nên là cái này em sẽ đưa vào từ từ này. Đấy, nó hơi rung tí ha. Đấy. Đấy. Các bác thấy cái bãi rác chưa? Đó. Bãi rác đấy, xem coi có cái gì ở đấy không. Rồi. Rồi. Hướng cam lên chút nữa này. Đây nó hơi chói ha. À. Cái này thì em đặt vào cái ống cam nên là tay nó rung rung tí ha. Đấy, nhìn cũng rất là thích. Đấy, xa. Cái tầm xa xa kia là cả 2 cây số đó các bác ạ. Đó, cái trụ phát sóng kìa. Tầm cũng phải tầm 3-4 cây á. Đó, cái trụ phát sóng kia nha. Rồi. Đó, cái sản phẩm ống nhòm. Đấy, Balileo. Bên em đang bán với giá là 350.000 cái nha. Hay. Cái này thì về đi ngắm đồ các kiểu thì cũng rất là thích nhá. Đâu đâu các bác đem lên sân thượng đấy, nhìn đường nhìn xá đó. Hoặc là đi du lịch dã ngoại đồ các kiểu thì mình có thể là sử dụng để mà nhìn ngắm đấy. Hoặc là các bác đi tìm ong tìm đồ thì cũng vô tư luôn đấy. Con này thì em đánh giá là rất là cao. Nó có bọc, có đồ gì để bảo quản, có giấy nâu để mình nâu kiếng đồ các kiểu ha đấy. Giá là 350.000 ống nhòm. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop có về được ít cái mũi khoan. Mũi khoan này thì nó là đến từ thương hiệu Berinon nhé. Đấy, Berinon này. BL này. Chất thép của nó là HSS, là chất thép là có cái độ cứng cao, chuyên dành cho những cái mũi khoan mà khoan inox sắt thép đồ các kiểu ha. Thì ở đây á này shop có 4 loại, mũi 4, mũi 6 và mũi 8 nhé. Mũi 4, 6, 8 và 10 thì shop sẽ bán theo cái phân khúc giá khác nhau. Nếu như mũi 4 thì giá là 10.000 một mũi đó. Còn mũi 6 mũi 6 thì là giá là 20.000 một mũi đấy. Còn mũi 8 đây, mũi 6 này đây, còn mũi 8 này. Mũi 8 này thì giá mũi 4, mũi 6 này, mũi 6, mũi 8 này. Mũi 8 thì là giá là 45.000 một mũi nhá. À, mũi 8 đây này. 45.000 một mũi. À, và mũi 10 to hơn. Mũi 10 thì 55.000 một mũi nhá. Đấy, hàng mới chưa qua sử dụng luôn. Thì cái này về các bác khoan sắt thép đồ các kiểu thì cái này thì rất là tuyệt vời luôn. À. Còn nếu mua combo một bộ mũi khoan như thế này, combo 4 cái thì giá là 120.000 nhá. Combo mũi 4, 6, 8 và mũi 10 là 120.000 một bộ. Đấy. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có một số cái nò xo chữ V và nò xo con sâu. Thì cái này á, thì dành cho những bác nào mà mình chuyên đấy, dùng kéo cắt cành hay kéo tỉa cành đối kiểu ạ, thì nó hay bị gãy. Đấy, gãy hay là đứt đấy, thì mình có thể là mình dùng cái này để làm sơ cua nhé. Đấy, nhất là những cái con kéo Nhật đó kiểu thì tiền triệu không à, nhưng mà nó gãy cái nò xo coi như là cái kéo mất tác dụng đó, nên là mình có thể mua về mình sơ cua. Cái kéo nò xo kéo chữ V, cái nò xo chữ V này thì bên shop đang bán là 4.000 một cái nhá. Đấy, thì shop bán để các bác mua kèm. Còn nò xo con sâu này thì giá là 8.000 một cái nhá. Đó, 8.000 một nò xo con sâu. Nò xo V thì 4.000 một cái. Đấy, các bác mua bao nhiêu cái thì có thể là alo cho nhân viên. Đấy, nhân viên sẽ là thông báo cho các bác. Rồi, tiếp theo thì bên shop có về được một số cái đục đuôi gài, đầu nhọn và đầu bằng. Đấy, để các bác về mình làm việc nhá. Ở đây thì các cái thông số của nó như sau. Cái này tất cả đều là hàng mới chưa qua sử dụng nhé. Nó đến từ thương hiệu NS, là thương hiệu của Đức này. Cái size của cái loại đầu bằng này á, là cái lưỡi đục này là 20 này. Chiều dài của nó là 250 nhé. Chiều dài là 250mm này. Đó. Cái size gài này là size 14 nhé.
đó, size gài 14 này. Đó. Rồi, mũi đục gài đầu bằng giá 25.000 một cái. Còn cái loại này là đầu nhọn này. Đây, sắp về cái đầu nhọn nữa. Đầu nhọn này nó là 14 x 250. Đây, chui gài 14 nha. Chiều dài là 250 luôn. Đấy, thì các bác xem coi mình về mình sử dụng được như thế nào thì mình có thể là liên hệ bên shop nha. Đấy, cũng giá cũng 25.000 luôn. Mũi đục đuôi gài đầu nhọn đó, giá là 25.000 một đầu. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop có về được cái tô vít đến từ thương hiệu là Toking, là thương hiệu của Mỹ nha. Đấy, thương hiệu của Mỹ. Và cái tô vít này thì shop có hai loại là tô vít dẹt. Đấy, dẹt và tô vít ba ke như thế này. Tô vít dẹt á, thì cái size của nó này là 6 nhân với lại 150mm nhá. Đấy, chỗ này là 15mm này. Còn cái tô vít ba ke này là 5 x 75mm này. Đấy, 5 x 75, cái chiều dài cái cán này là 5 x 75. Chất thép của nó này là chất thép là chrome vanadium này. Đó, cũng là rất là cứng rồi. Có nam châm nhé, có từ tính. Đó. Đó. Thì cái này một shop sẽ bán combo hai cái. Một combo một cộng một trừ như thế này là giá là 25.000. Thì các bác cứ nói là bán cho anh cái combo tô vít 25k đi. Đó. Combo hai tô vít là 25.000 nhé. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được một số cái Zippo. Zippo này thì đây thì loại Zippo thường này. Đó, và Zippo Mỹ này. Đó, thì em sẽ lên cho các bác xem này. Zippo thường thì ở đây em có những cái loại cái hình tượng Phật như thế này. Đấy, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, giá của nó thì rất là rẻ thôi, 55.000 cái thôi. Cái này thì bác nào mà hút thuốc hút thang rồi các kiểu á. Đấy, hoặc là mình để làm bật lửa thì cái này rất là tuyệt vời. Đá thì có sẵn đây rồi, về việc là châm xăng vô sử dụng thôi. Và có cái hình cô gái như thế này, các cô gái như thế này. Nhìn nó rất là sang trọng ha. Đấy. Rồi còn đây là cái Zippo hình viên đạn như thế này. Đó, viên đạn như thế này nữa. Đó, giá 55.000 cái thôi, sắp sẽ chọn ra ngẫu nhiên nhé. 55.000 cái Zippo thường. Còn đây là Zippo Mỹ này. Zippo Mỹ này thì nó là Make in USA này, Zippo này. Đấy, thì cái này thì bên ngoài đó nó mạ một lớp mạ vàng. Cái này khi mà bỏ ra ngoài á, thì là nó nhiễm cái dấu tay vô này. Đấy, chứ còn đây là hàng mới chưa qua sử dụng đâu các bác, rất là đẹp nhá. Cái này thì 185.000 một cái nhá. Đây, Zippo Mỹ. Đấy, hai mặt chữ như thế này. Rồi, Zippo Mỹ thì 185.000 một cái nhá. Zippo Mỹ. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái đèn. Cái đèn này á là nó là của Zuki nhá. Cái đèn này thì đèn nam châm, thì cái này ở đây có cục nam châm này. Thì mình có thể là gắn vào bất kỳ chỗ nào, ví dụ như chỗ nào mà có sắt đồ gì các kiểu thì mình sẽ gắn vào để mình làm việc này, hoặc là học đồ các kiểu thì cũng làm được. Đây thì có một số cái bóng led bên trên đây nhá. Có công tắc bật mở này. Đó, gắn vào để các bác mà soi sửa chữa cái chỗ máy móc như thế nào đó. Thì cái này nó cũng gọn, rất là dễ nhá. Đấy, mình có thể là di chuyển được, điều chỉnh được cái chỗ này. Đấy, bẻ cong bẻ thẳng tùy các bác. Đó, có nam châm. Cái đèn nam châm này thì bên shop đang bán với giá là 80.000 một cái. Đấy, 80.000 một cái đèn nam châm như thế này. Đấy, thì đây này, công tắc bật mở sáng này. Thì em sẽ bật xem cái độ sáng của nó như nào nhé. Đây, cái ánh sáng đèn hiện tại bây giờ nó đã rất sáng rồi. Đấy, khi mà bật cái này lên thì cái ánh sáng của nó này, ôi, sáng còn hơn cái bóng điện của em. Bóng điện to kia nhà em là hiện tại là bóng đấy là 150W mà xài 4-5 bóng ạ. Mà không bằng một cái bóng nhỏ như này nhá. Rồi, bóng đèn nam châm giá là 80.000 một cái nhá. 80.000 một cái đèn nam châm như thế này. Đèn nam châm 80.000.
Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop về được cái máy xay cà phê. Đấy, máy cây xay cà phê xay tiêu thì hàng sưu tầm cũng rất là đẹp nhá. Đây này. Thì cái máy này thì nó là hộp gỗ này. Cái ở đây cái vỏ chỗ này là bằng nhựa này, nhựa ABS này. Đó, còn ba cái đồ tay quay tay cầm này thì là bằng kim loại nhá. Đấy. Bên trong cái cối xay của nó cũng bằng kim loại. Xay thì độ mịn của nó cũng rất là cao nhá. Cái này các bác về có thể là xay cà phê hoặc là mình xay tiêu. Ở đây thì em có cái mẫu gạo ở đây thì em bỏ ít gạo vào em xay test thử cho các bác xem về cái độ mịn của nó như thế nào nhé. Đây. Đây. Đây các bác thấy này. Đấy. Cũng rất là mịn nhé. À, ấy cái này về mà xay tiêu xay cà phê thì cực thích luôn, mà nhìn kiểu dáng của nó rất là cổ kính nhá. Đấy, thằng này sưu tầm cũng được, để ở trong tủ hay là mình đâu đâu mình xay cà phê hoặc là mình xay đi tiêu thì cũng rất là thú vị. À, giá của nó là cối xay cà phê giá là 280.000 nhé, cối xay cà phê 280.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo là một cái đèn học. Đấy. Cái đèn học như thế này thì nó có thể điều chỉnh được nhé. Đèn học chống cận nhé. Đấy. Cái này thì mình có thể điều chỉnh mọi cái góc độ để cho nó phù hợp với cái việc là mình đọc sách báo hay là mình làm một công việc gì đó nhé. Hay là các cháu học hành thì cái này rất là hữu hiệu nhé. Đấy. Đèn học kẹp bàn. Đèn học để bàn nhé. Giá là 180.000. Đèn học để bàn 180.000 một cái. Đó, đây thì có công tắc đi kèm sẵn ở đây rồi. Rồi. Đèn học để bàn 180.000 một cái nhé. Rồi. Sản phẩm tiếp theo là em về được một cái chai thịt xịt chống thấm của Lalo nhé. Chai thịt chống thấm Lalo này, dung tích là 450ml. Cái này thì mình sẽ là xịt vào các cái khe nứt của tường hay là khe nứt cái vết hở của tôn. Đó, thì nó sẽ là lấp cái khoảng trống đó lại. Đấy, đây này, em test thử cho các bác xem nhé. Đây, cái này em đã xịt vào đây này, khi mà khô lại nó rất là cứng nhé. Đây. Đây. Cái này thì rất dễ sử dụng thôi. Mình chỉ cần xịt vô. Đó. Đó. Đấy, xịt vô thì cái này nó sẽ là cái bọt này này, khi nó khô lại, đó, nó rất là cứng, nó giữ, nó sẽ là ngăn cái việc là thấm nước hay là thấm hay là có những cái lỗ kiến ấy. Các bác ở trong cái nhà của các bác này hay ở cái khe hở gạch này này, nó có những cái lỗ kiến á, mình sẽ xịt vô đồ các kiểu á thì nó sẽ là ngăn cái việc là kiến nó bu vào nhá. Cái này thì em phải tẩy ngay, không tí nó khô được, rất là khó tẩy. Đó. Đó. Đấy, mình để một thời gian là nó sẽ khô. Đấy, cái chai thịt xịt thống thấm này thì hiện tại thì hàng em đang về nhá. Nhưng mà các bác cũng có thể đặt trước. Đấy. Chai xịt chống thấm này giá là 55.000 một chai nhé. Xịt chống thấm 55.000 một chai, dung tích là 450ml nhé. Rồi, tiếp theo thì shop có về được cái thùng đồ nghề Toolbox nhé, giá cực tốt luôn. Hôm nay thì có hai size, size trung và size lớn. Đấy, thì shop sẽ đo kích thước, em sẽ đo cái kích thước cho các bác nha. Chiều dài của size chiều dài thì nó bằng nhau, chiều dài thì của nó đều là 22 hết. Tuy nhiên thì size lớn này thì chiều rộng của nó này là 21 cm nhé. Đấy. Và chiều cao là 15 cm này, 15-16 cm này. Đó. Tôn rất là dày nhé.
Đấy, đó, sơn. Đấy, sơn thì sơn tĩnh điện nha. Đấy, rất là khó bong chắc. Và cái này nó rất là dày. Rồi, thùng đồ nghề tun bót size bự như thế này á. Đấy, thì các bác cứ đặt hàng, các bác cứ nói là thùng đồ nghề lớn. Đấy, giá là 250.000. Rồi, còn thùng đồ nghề này là cái thùng nhỏ hơn. Đấy, nhỏ hơn thì cái này là size chung. À, cái này là size chung. Thùng này bề rộng của nó là 17 cm nhá. Đấy, cao là 12 cm, cao 12 cm. Đấy, chiều dài là 42 cm nhá. Rồi. Thùng thùng đồ nghề chung. Đấy. Thùng đồ nghề chung. Giá là 180.000 nhá. Đấy, cái này về các bạn tha hồ mình đựng đồ, ba cái đồ dụng cụ đồ nghề bãi rồi các kiểu để mình cất đi ha. Dưới đây thì đừng có cái móc ở dưới đây này, thì mình có cái khóa thì mình sẽ móc vào đây để mình khóa lại. Đấy, sẽ không ai lấy được đồ mình nhá. Đây, sản phẩm tiếp theo đây á, thì shop có cái kệ Hàn Quốc nhá. Cái kệ treo đồ này của Hàn Quốc. Đây thì cái này nó làm bằng kim loại này. Còn bên đây thì nó bằng nhựa. Đấy. Đây. Thì mình có thể là mình gấp lên hai bên nó đều như nhau như vậy nhá. Đấy, mình dơ lên như thế này để mình treo khăn. Đấy, treo khăn. Đây, đặc biệt là nhà bác nào mà mình làm bên lĩnh vực như là của đây. Khách sạn hay đồ gì các kiểu này. Đây thì mình có thể là treo những cái khăn như thế này. Đó, để phơi khăn. Đó, cái này rất là hữu ích nha. Nó tiện, nó có bánh xe đẩy ở bên dưới này. Nó có 6 cái bánh xe nha. Mỗi bên là 3 bánh. Đấy, bánh giữa và 2 bánh hai bên. Còn đặc điểm là có thể gấp gọn lại được như thế này nữa này. Đấy, cái thân bánh. Và chiều cao của nó là cỡ khoảng 1m7 nhá. Chiều cao của nó là 1m7. Đây này, kích thước của nó này. 170 x 89 x 14 này. Đó. Rồi, cái kệ phơi đồ của Hàn Quốc này thì bên shop đang bán với giá là 250.000 một bộ nhé. Cái này nếu như các bác mà dò giá ra mình mua mới ấy, thì một cái bộ này á, đây này, cái hãng của nó đây này, là cứ khoảng 1.400.000. Đấy. Mua tại Hàn 1.400.000, nhưng ở đây thì giá rất là tốt luôn. 250.000 một bộ kệ treo đồ Hàn Quốc. Đó. Cái này thì cũng rất là dễ lắp ráp nhá. Giá 250.000. Kệ phơi đồ Hàn Quốc. Cái này thì về mình có thể là phơi quần áo trẻ con cũng được. Nếu nhà bác nào mà có em bé thì cái này thì phơi tã, phơi quần áo của trẻ con thì cái này rất là phù hợp luôn. Dành riêng một cái này chỉ để ấy luôn, để đẩy ra đẩy vô mà mùa mưa gió sắp đến rồi. Đấy, trẻ con thì nó đái ỉa rất là nhiều. Thì các bác tranh thủ mua về nhá. Đấy, kệ phơi đồ giá là 250.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây thì bên shop có về cái cây gậy chống trượt dành cho người già. Cây gậy chống trượt này á thì nó rất là dễ sử dụng nhá. Đây thì cái dây này để mình gấp gọn lại này. Đấy, khi dùng thì mình tháo ra như này, nó sẽ có cái khớp gắn liền đây rồi. Đặc biệt ở đây á là nó có một cái lớp có một cái đế cao su rất dày để chống trơn trượt nhá. Đấy, dù mà nhà nền gạch đồ các kiểu á thì đi các cụ đi thì nó đỡ trơn trượt. Ở đây ấy, thì nó có một cái khớp khuỷu như thế này, rất là linh động nhé. Đấy, thì nó không quá cứng ngắc ha. Đó. Đấy, thì nhà bác nào mà có ông bà mà tuổi cao thì mình có thể là mua cái này. Đặc biệt ở đây nó có cái đèn nữa. Đấy, bật đèn bóng led như thế này. Về thì mình sẽ gỡ cái này ra này. Đấy, gỡ cái bịch cái ni lông, cái miếng cách điện này. Đấy, thì đèn nó sẽ sáng thôi. Có ông bà tuổi cao thì ban đêm nó kiểu là đi vệ sinh thì có cái gậy này để đầu giường á thì mình sẽ là chống gậy rồi mình đi vệ sinh thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy, vừa có đèn để mình soi đỡ vấp ngã, rồi có cả cái nốt cao su để chống trơn trượt nhá. Đấy, tay cầm thì cũng rất là chắc chắn. Đấy, một cái gậy chống trượt này thì bên shop đang bán với giá là 250.000 một cái nhá. Gậy chống trượt dành cho người già 250.000 một cái
gậy chống trượt dành cho người già 250k. Rồi tiếp theo đây thì bên shop có về được cái bút thử điện. Đấy, bút thử điện này thì mình đo thông mạch được nhé. À, vậy lại mình có thể là đo dây nóng dây lạnh được, đo thông mạch thì các bác thì sẽ là một đầu dây mình thử bút. Đấy, một đầu dây thì mình cầm cái tay thôi. Đấy thì mình sẽ xem được coi là cái dây của nó có mạch có bị đứt, dây của nó bị đứt hay không, thì nó hiện sáng xanh như này là thông mạch nhá. Còn nếu như mà các bác test coi là dây nóng dây lạnh thì nó cũng đơn giản thôi, dây mát đấy thì nó sẽ là hiện ánh sáng xanh, còn dây mà dây nóng thì nó sẽ là hiện cái ánh sáng đỏ đây nhá. Đấy, đồng thời làm tô vít được luôn. Đấy, cái này rất là hữu hiệu nhé. Ở đây thì nó còn có thêm một cái cho ba cái cục pin sơ cua đã. Đấy, mình có thể thay pin ở bên này nhé. Bút thử điện đo thông mạch giá là 35.000 một cái nhé, 35.000 một cái bút thử điện đo thông mạch, 35.000 bút thử điện đo thông mạch 35k một cái nhé. Shop về được cái đèn led kho xưởng nhá. Đấy, cái đèn led này rất là sáng luôn đó. Đây, để đây đây đây, shop về được cái đèn led này. Em ơi, lấy cái thước em đo cho anh cái nào. Đây, ở bên trên đây này. Đấy, bên trên này nó đường kính là cỡ khoảng là 23 phân này. Đây là cái tản nhiệt của nó nhé. Đây, cái tản nhiệt này. Rồi bên trong đây thì bo mạch của nó bên trong này. Đó, tản nhiệt nhôm. Rồi, chóa này là cái chóa nhôm luôn này. Cái chóa của nó này là 44 cm, chóa rất lớn. Cái đèn này thì mình treo kho xưởng rồi, rất là tuyệt vời. Thì cái chóa này thì nó làm bằng nhôm nhé. Đấy, cái nhôm của nó thì nói chung thì cái này nó chỉ cần hắt sáng ra thôi, nên cái chóa của nó làm thì nó cũng mỏng. Đấy, thì mình treo lên kho xưởng thế này tuyệt vời rồi. Cái chóa này thì mình về mình gắn vào này. Rồi, test xem cái độ sáng của nó nhé. Đây, ánh sáng rất là sáng nhá. Đó, sáng chói chang luôn này. Đó, đó. Cái này mà mình treo kho xưởng hoặc là treo ngoài sân thì tuyệt vời. Rồi, em rút điện ra cho anh cả. Cái này mình cắm điện 220 luôn nhé. Ở đây á, về cái này nó có 3 dây. 3 dây thì các mình cái dây vàng là dây te, thì mình bỏ dây vàng đi thôi. Đó. Đấu 2 dây xanh với lại nâu này á, là dây nóng dây lạnh nhé. Đó, rồi. À, các bác đặt hàng thì bác nói là bán cho anh cái chóa cái đèn led kho xưởng nhá. Đấy, bóng đèn led kho xưởng giá là 350.000 một cái nhá, 350.000. Đó, rất sáng luôn. Này, về mình làm đèn ở sân này hay là mình làm cái đèn ở nhà xưởng thì cái này rất là tuyệt vời luôn, hàng mới chưa qua sử dụng nhá. Đó, giá là 350 nhá, đèn led kho xưởng 350. Rồi, còn đây là cái thanh led. Đấy, shop về được ít vài chục cái led thanh như thế này nhá. Đấy, led thanh như thế này thì mình sử dụng điện 220 luôn. Đặc điểm ở đây này, đây thì nó có các cái đầu cút nối như này. Đây thì mình về mình có thể mình nếu như có nối thì mình nối, còn không á, thì mình sẽ cắt cái đầu này đi nhá, cắt ra mình đấu dây điện vào cho nó dài thêm ra. Còn trên đây ấy, đặc điểm của nó là còn có thể nối dài được này. Đây, ví dụ như nối hai thanh led lại với nhau. Đây, nối như thế này nhá, nối hai thanh led lại với nhau này. Đó, em cắm điện lên. Đây, đấu vào. Đấy, nối hai thanh led lại với nhau nhá. Dây này á là nó là dài 1 mét nhá. Đó, xong vào điện đây. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop có về được cái thanh led này nhá. Thanh led này thì dài là 1 mét này. Đấy, cái ánh sáng của nó ánh sáng vàng nhá, cắm trực tiếp điện 220 được luôn. Cái đầu cút này về nè, nếu như mình có rắc nối thì mình nối luôn, còn không thì mình có thể mình cắt cái đầu này ra này.
Đấy, cái bên này thì mình sẽ cắt cái đầu này ra để mình đấu điện trực tiếp điện 220 vào nhá. Đó. Còn trên đây nó có một đầu nữa là để mình nối tiếp vào này. Đây. Đây mình sẽ nối tiếp vào á thì nó sẽ là nối tiếp vào cái đầu cút đối này. Thì hai thanh này thì mình sẽ đấu nối tiếp lại để mình trang trí đồ các kiểu nhá. Ánh sáng của nó ánh sáng vàng, rất là đẹp. Đây, cắm điện đây này. Đây thì em đấu nối tiếp lại hai cái này. Đấy, hai nét thanh vàng. Đấy, ánh sáng cũng rất là sáng. Đấy, ánh sáng vàng đẹp. Đây, tắt đi. Ở đây thì nó có một cái màng bọc bên ngoài này á, là cái nhựa nhá, nhựa ABS cũng rất là dẻo này, dẻo dai. Đấy, nó cũng có tác dụng tránh mưa gió, chống nước đồ các kiểu ha. Đấy, thì mình có thể là mình làm dùng để mà trang trí đồ các kiểu. Đấy, cây cối hay là ngoài sân vườn đồ các kiểu cũng rất là đẹp, ánh sáng vàng. Rồi, cái nét thanh này thì bên shop đang bán với giá là 35.000 một cây nhé, 35.000 một cây nét thanh. Đấy, nếu các bác mua 10 cây trở lên, đấy, nếu mua 10 cây, con bô 10 cây luôn á, thì giá là 300.000 nhé. 10 cây thì 300.000, còn mua lẻ một cây thì giá 35k. Đó. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục về thêm được cái này này, này các bác này, là cái dây cảo hàng nhá. Đấy, cái cảo hàng này để các bác rằng bó hàng hóa hay là bó củi đồ các kiểu cũng rất là ok. Đây, đây cái cảo của nó này. Đây thì cái chữ in dập dập chìm kiểu như này này. Đấy, dập chìm kiểu này. Đấy, hàng kiểu là hàng xuất đi châu Âu á. Đó, mà nó in dập chìm như này, cái kiểu cách gì đây này. Nói chung thì do là để mưa nắng nên là hàng bãi mà, nên là có cái là nó bị xỉn xỉn như thế này thôi, không ảnh hưởng gì nhá. Chất lượng thì vẫn còn ok. Đó, có cái này cái kia thôi, thì em gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Còn đây thì cái dây của nó này, một bộ em bán combo như thế này, là cái cả một cái bộ dây cảo hàng như thế này. Đây này. Cái dây này của nó là dài là 5 mét nhá. Dây dài 5 mét. Cái dây cảo này là dài 5 mét này. Đó. Và giá của một cái bộ cảo hàng này, đấy, bộ cảo hàng này thì các bác về nếu như mà làm xe để mà ràng hàng hóa này, đấy, xe lôi, xe ba gác hay là xe tải đồ các kiểu á, thì cái này các bác dùng rất là nhiều. Đấy. Đó, cái tăng cảo hàng này thì giá em đang bán là giá là 195.000. Đấy, cảo hàng giá 195. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây á, là shop có về được mấy chục cái khay. Đấy, cái khay này khay của Hàn Quốc nhá. Khay của Hàn Quốc có thể gấp gọn lại được. Đấy, khi mà mình, cái này á, đặc điểm của nó, nếu như các bác gấp lại thì các bác sẽ làm cái thành cái ba lết. Đấy, gấp lại thì thành cái ba lết để mình để hàng hóa lên, tránh nước hay là ẩm thấp. Còn nếu các bác mở nó lên để mà khay đựng đồ này, đồ hay là hoa quả hay trái cây đồ các kiểu cũng rất là hợp lý. Đó. Đây, ở đây thì cái khay này ở đây em lấy ra này. Đây. Đây, ở đây mình có cái chỗ bóp như thế này nhá. Đây, toàn bộ đây chữ Hàn này. Đó. Thì ở đây cái này mình sẽ là cái này để mình cái khớp mà bóp vào. Đấy. Thì em sẽ đo cái kích thước cho các bác nhé. Em ơi lấy giùm anh cái thước kia với cái thước chỗ kia, đo giùm anh cả. Đây, chiều dài của cái khay này, rút anh cả. Đây, chiều dài của cái khay này á là 76 cm nhá, 76 cm. Rồi, bề rộng này, được rồi. Rồi, bề rộng của nó là 48 cm này. Bề rộng 48 cm. Đó. Và cao là 20 cm. Đó. Nó hay ở được cái nữa là khi mình mà mở ra như thế này rồi thì xếp chồng lên nhau này, xếp chồng lên nhau vẫn là ok luôn. Chồng lên nhau nó không có xê dịch được. Đó, cái này thì mình sẽ làm sao mình bỏ rau rợ, hàng hóa, hoa quả, còn không á thì mình gấp gọn lại được, mình cất đi được. Đó. Rồi mình đặt xuống nền, chỗ nào mà nền ẩm thấp mình muốn kê đồ
thì mình làm cái pallet cũng được luôn, ghép 3 tấm 4 tấm này lại thôi là thành một cái pallet rồi, để mình kê đồ đạc cũng ok, rất chắc nhé. Đó, cái chất liệu nhựa của nó thì nhựa ABS cũng rất là bền đó. Rồi các bác nên mã cho nên đơn cho em là cái khay nhựa Hàn Quốc nhá. Khay nhựa Hàn Quốc này bên shop đang bán với giá là 150.000 một cái. Khay nhựa Hàn Quốc nhá. Đấy. Cái khay này rất là bền luôn. Đấy. Như em này cũng lấy ra để đựng đồ đạc rất là gọn nhá. Khi mà không dùng đến nữa thì mình có thể gấp nó lại. Chứ như nhiều cái khay khác á, như nhiều khay khác như khay này. Đây. Như cái khay này mà mình không dùng nữa. Đúng không? Thì các bác không biết cất vào đâu được. Khi không mà để đồ gì cái là mình không gấp gọn lại được. Đó, nên nó rất là lãng phí cái diện tích. Đấy, còn cái khay này thì mình dùng thì mình mở nó ra, còn không dùng thì mình gấp gọn nó lại. Đây, gấp gọn nó lại như thế này, đây này các bác này. Đấy, gấp gọn nó lại, nó đường kính có 7, chiều cao của nó lên tới cỡ khoảng 7-8 phân thôi. Đấy, nó rất là gọn gàng nhá. Đấy. Đó. Ôi, khay nhựa gấp gọn Hàn Quốc giá là 150.000. Ôi, sản phẩm tiếp theo thì shop có về được cái đá mài. Đá mài này nó đến từ thương hiệu là Okuma Japan này. Đó. Thì cái đá mài này thì về các bác mài dao kéo đồ, dao kéo Nhật thì cái này thì rất là ok rồi. Đó. Cái độ mịn của nó là một mặt là 180 và một mặt là 320. Đó. Đá mài Nhật. Đó. Các bác lên mã cho em. Đá mài Nhật là đá mài Nhật 75.000 nhá. Đá mài Nhật 75k. Đá mài Nhật 75k. Rồi, tiếp theo đây thì shop có về được cái keo. Keo này là keo dán đa năng, dung tích của nó là 20ml. Đấy, keo này của Nhật sản xuất luôn này, Made in Japan nhá. Đây thì về mình dán được rất là nhiều thứ nhá. Đó, keo dán đa năng của Nhật luôn nhá. Cái tiếp keo của nó này, cái thương hiệu của nó là G17 này. Đó, để xem coi. Nhưng mà các bác lưu ý giúp em nhá. Cái khi mà mình dán cái keo này á, thì nó cũng có cái sự độc hại, nên là mình dán á, mình nên đeo khẩu trang vào nhá. Nếu dán số lượng nhiều mình nên đeo khẩu trang này, rồi mình đứng ngược hướng gió nhá. Đấy, để làm sao để cho cái mùi của nó vào và nó mình đỡ hít phải. Đó, tại vì cái này nó có độ dính rất là cao. Đấy, mình lưu ý như vậy. Rồi, rồi cái hơi của nó thì cũng có thể là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Đó, như keo 502 cũng vậy các bác. Đó, nên là mình lưu ý giúp em. Rồi, còn cái keo dán đa năng của Nhật này, các bác đặt hàng thì cứ nên đơn cho em, giá là 65.000 một cái tip keo dính đa năng của Nhật nhá. Tip keo dính đa năng của Nhật 65k một tip như thế này, về mình dán được rất là nhiều thứ nha. Tip keo dán đa năng Nhật 65k. Rồi, còn đây thì bút thử điện này. À, cái bút thử điện đa năng này á, thì mình sẽ làm sao vừa đo được điện, vừa đo được thông mạch nhé. Đo được thông mạch này. Mình kiểm tra coi âm dương rồi như thế nào. Rồi nó có. Đây. Về mình sửa chữa điện đồ, đóm đồ các kiểu cũng rất là ok. Còn kèm theo một cái cục pin sơ cua nữa. Bút thử điện thông mạch này á, thì em đang bán với giá là 35.000 một cái nhé. Bút thử điện đo thông mạch 35.000 một cái. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop có về được một số cái kèn sò như thế này, để về các bác độ chế vào xe máy này hoặc là xe đạp này. Đấy, cái này nó chạy điện 12V nhá. 12V này. Cái này là cái loa của nó này là cỡ khoảng là 60 ben. Đấy. Cái độ to của nó 60 ben cũng khá là lớn nha. Cái này ráp và chế vào xe máy hoặc là xe đạp thì cái này cũng rất là hay, vui tai.
Rồi. À, đây thì em sẽ đấu thử cho các bác nghe cảm nhận coi nhé. Đây. Đây. Đây cái bình này bình 12V này. Đó. Đó. Kêu như thế đó. Đấy. Đó. Cũng rất là to chứ không phải đơn giản đâu nhá. Rồi, cái này và chế vào xe rồi thôi rồi. Là chuyên đi đường mà chị những ai mà đang là mải nói chuyện ấy, hay là không tập trung, cái này thì mình bóp còi một phát một thì thôi là nghe rất là rõ nha. Rồi Kenso giá là 75.000 một cái nhé. Đấy, Kenso 75.000 một cái. Đấy, Kenso 75.000 một cái nhé. Rồi sản phẩm tiếp theo đây thì shop có một số cái Eto kẹp bàn. Đó. Cần ký cho các bác nhé. Đó. Ở đây thì cái này này. Ở đây nó rất là hay. Tất cả của nó. Đây. Made in Japan này. Hàng sản xuất tại Nhật luôn. Mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Lô này về rất là đẹp. Nhưng có cái thì không có nhé. Ở đây thì đây cái có cả nó nhiều loại lắm nhé. Đây thì shop sẽ bốc ngẫu nhiên lên rồi cân ký cho các bác thôi. Đây tùy, ví dụ như các bác lấy 2 cái hay là 3 cái cứ cân lên bao nhiêu ký thì tính thành bấy nhiêu tiền nhé. Đấy, shop cân ký là 150.000 một ký. Đây, cái này được cái như thế này này. Về các bác lấy cái đầu này mình có thể là mình kẹp thứ gì mà mình muốn kẹp này. Đó. Rồi còn cái này mình có thể tháo ra này. Ở đây nó có hai phần riêng biệt này, đây có ốc, mình tháo bộ phận này ra. À, còn đây là cái này đơn giản thôi là để khóa cái đầu trên này này. Cái đầu trên này nó làm rất hay, đấy, có thể là bẻ ngang bẻ dọc được. Còn đây còn có cái kẹp nữa này, được không? Còn không thích thì mình khóa lại như thế này. Đấy, không biết là nó làm nhằm mục đích như thế nào, các bác xem coi về mình xem mình ứng dụng vào cái công việc gì mình cần, mình có thể là mình mua. Đó, đây còn cái loại này nó khác nữa này. Đấy, loại này nó khác nữa. Tuy nhiên thì cái đặc điểm chung của nó thì đều có cái kẹp như thế này. Đấy, mình gỡ riêng cái này ra. Đây. Nếu như mình tháo cái này ra này, đây có đầu vít ở đây mình vặn ra này là tháo được riêng cái phần này ra thì mình sẽ lấy được cái này làm cái cảo kẹp gì đó. Đó, còn trên đây thì mình thích mình gắm vào. Đây thì kẹp vào bàn rồi thì rất là chắc chắn nhá. Đấy, hoặc là mình về mình kẹp nhôm hay kẹp gỗ thì để mình làm việc thì cái này cũng rất là hay. Đó, thì có nhiều loại khác nhau nhưng mà shop sẽ là hôm nay còn ít nữa thì shop sẽ thanh lý ra cân ký thôi. Đó, thì mình mua thì bán cho anh hai cái cảo đi, cảo kẹp bàn đó. Đó. Cảo kẹp bàn. Đó, hay là ba cái cảo kẹp bàn thì bên em sẽ là lựa ngẫu nhiên ra rồi cân ký lên. Đấy, bao nhiêu ký thì tính tiền bấy nhiêu. Shop đang bán là 150.000 một ký nha. Đấy, shop thanh lý ra là 150.000 một ký này. Cân lên này. Đây, cả hai cái này. Đấy, hai cái này có nặng 1,5 kg. 1,55 kg này. Đấy, 1,55 kg nhân với 150 là thành 232.000. Xem coi cân hai cái khác coi nào. Hai cái khác. Đấy, khác loại thì cái có cái nặng cái nhẹ, cái này cũng 1,5 kg, 128 này. Đó. Rồi cân cái này đi xem nào, cái này mỏng manh nhỏ hơn có 1 kg à, thành 150.000 đó nhá. Rồi đấy thì cái này thì shop sẽ là bốc ngẫu nhiên cho các bác. Đấy thì mình cứ nói là mấy cái đấy thì bên em sẽ là chọn ra cho các bác 2-3 cái như vậy chẳng hạn, rồi mình cân ký đi, cứ tính tiền thôi, nhân số ký với số tiền, nhân với giá tiền là 150.000 một ký nhá. Đó. Rồi, các bác đặt hàng cứ nói là bán cho anh cái cảo kẹp bàn. Đó. Đấy là mấy cái. Ví dụ như lấy cho anh 2 cái cảo kẹp bàn đi thì em sẽ là chọn ra 2 cái rồi cân lên và báo tiền cho anh nhá. Đấy, như vậy cho nó nhanh chóng nha các bác nhá. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì shop có cái cây đèn của Hataza này nhé. Đấy, thì cái này
Hataza là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật và sản xuất tại Nhật luôn. Đây này, ở đây thì nó có cái công tắc này, còn đây thì còn có lỗ cắm điện phụ ở đây nữa này. Đây, đây để mình có thể mình đấu ba cái đồ thì quạt kiếc rồi đi theo kèm vào cũng được này. Đó, công tắc của nó này. Rồi, bên đây á thì nó còn có gì đây? Bên đây thì nó còn có một cái CB. Đây, CB đó. Đây bên này nó còn có một cái CB 15A. Đó, cũng của Hataza sản xuất luôn nha. Nó full phụ kiện của Hataza luôn. À, còn đây thì mình đấu dây điện vào đây nha. Lưu ý là điện 110. Ở đây thì nó còn có cái bánh xe ở đây này. Bánh xe ở dưới nhá. Mình cần thì mình có thể gấp gọn lại này. Đây cái tay cầm, tay xách nhá. Rồi, bóng đèn thì đặc điểm là cái bóng này là bóng nét. Và cái đây thì các bác đừng lo, cái này là thủy tinh, không phải thủy tinh đâu nhá, này bằng nhựa. Đấy, nên là vận chuyển nó không có bị dập bể gì hết. Trong đây là cái bóng của nó, là nó làm cũng bằng nhựa thôi, nó có giải led bên trong. À, cái khung bên trong đây là nó cũng làm bằng nhựa luôn, nhựa ABS, nhựa dẻo. Đấy, nên nó rất ok. Đấy. Và chiều cao của nó là 1m6 nhá. Chiều cao của nó tổng thể là 1m6. Cái này, cái cây đèn này thì các bác về mình làm cây đèn ở ngoài sân đồ các kiểu thì cái này rất là tuyệt vời luôn. Đấy thì còn ít nữa em thanh lý luôn. Giá là 1.150.000. 1.150.000. Chuyển khoản thì bao ship luôn. Đấy. Đây còn có mấy cây nữa thôi. Đó. Đây em test lên cho các bác này, bật lên này. À. Đấy. Ánh sáng rất là sáng này, sáng tứ phía luôn, tại vì bốn bóng đèn nó hướng ra bốn phía nhé. Đó. Và lưu ý này, khi hàng vận chuyển về tới các bác á, thì nhiều khi là do vận chuyển nên nó sọc sạch cái chỗ này, có thể mình cắm điện vào nó không sáng. Đấy, thì mình gỡ cái bên trên này ra này, điều chỉnh lại cái chân bóng đèn nó ngay ngắn lại cho em. Chứ bóng nét thì nó không bao giờ nó hư đổi rồi. Dưới đây nó có một cái hệ thống chuyển nét, đấy. Nên là cái này thì cái dàn này là dàn bóng nét thôi, nó chuyển sang điện 12V thì nó cũng dễ gì nó cháy được các bác, dễ gì nó có tóc như bóng đèn bình thường kia đâu mà nó rụng tóc được, nên xài nó rất là bền. Đấy. Cái này thì dòng đời mới mà. Rồi còn về đây thì đấu á, thì nó có ba chân như thế này này, thì mình bỏ cái chân trên là chân te. Đấy. Còn lại hai chân dưới là nóng và lạnh nhá, mình đấu điện 110 vào. Bật điện là sáng thôi. Hai cái này mà có sự kiện đồ gì mà bỏ ra giữa sân thì sáng rất tuyệt vời. Rồi, cây đèn của Hataza giá là 1.150.000, chuyển khoản bao ship nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo đây là một cái sản phẩm mà cướp đánh gửi thực sự là rất là dày dặn nha, và chắc chắn nữa. Cái size này là size M10 nhá, đầu M10 này. Đầu M10. Đấy, cái ren của nó M10 ha. Cái cọ chén xoắn này á thì về thì các bác có thể là mình đánh gỉ sét của máy móc hay là những cái món đồ mà để lâu rồi gỉ sét thì mình có thể là trà vào cái này. Đây này. Cái cước xoắn này của nó này rất là cứng nha. Đấy, rất là cứng và nó bện xoắn vào với nhau như thế này thì nó đỡ bị bung. Đấy, đỡ bị hỏng gãy. Thì xài rất là lâu nhé. Đó. Một cái cọ chén xoắn này thì bên shop đang bán với giá là 25.000 một cái nhé. 25.000 một cái chén cước xoắn như thế này. Đấy, đánh gỉ sét nhé. Đó. 25.000 một cái.